Xích tâm tuần thiên chương 1225, có ấn tượng. Điền An Bình và Khánh Hy hợp tác ngầm. Nói tin tức này quan trọng thì cũng không phải, mà nói không quan trọng thì cũng không đúng, chủ yếu phải xem xem lợi dụng nó như thế nào. Chuyện này có rất nhiều phương diện có thể suy nghĩ. Ví dụ như Trọng Huyền Thắng cũng có hợp tác với Tứ Hải Thương Minh, nhưng loại hợp tác này không cần che giấu. Xem xét ngày thường, Điền An Bình và Khánh Hy không hề liên quan đến nhau, nhưng lại lặng lẽ hợp tác trong âm thầm vì thế bọn họ đang che giấu cái gì bọn họ hợp tác việc gì điền thường không nói ra được những chi tiết cụ thể đó có lẽ hắn có suy đoán nhưng không muốn bộc lộ hoàn toàn thương vọng có thể tha thứ loại người như điền thường thì không nên quá ép buộc hắn cho phép điền thường giữ lại một phần bí mật chỉ cần vào thời điểm quan trọng có thể nắm chắc chừng mực là được Hắn chưa từng nghĩ và cũng biết rõ rằng mình không thể khống chế điền thường hoàn toàn. Nếu điền thường bị khống chế dễ dàng như vậy, cũng không thể thành công mưu hại gia lão của danh môn đỉnh cấp mà vẫn bình yên vô sự, lại càng không thể sống sót dưới tay điền an bình. Phong cách làm việc trước giờ của Khương Vọng cũng không phải kiểu hở một tí là tư thái cá chết trách lưới để dọa người ta. Lúc mà hắn bày tỏ thái độ, thường thường mới thật sự là cá chết trách lưới. Nhìn điền thường ngồi ở trước bàn Khương Vọng suy nghĩ một lát rồi nói, ta cũng sẽ tham gia hải tế lần này. Nếu như có tin tức quan trọng nào nữa, thì ngươi báo cho ta bất cứ lúc nào. Ta biết ngươi có cách. Hắn quyết định thấp thoáng nhắc nhở Điền Thường một chút, để Điền Thường biết mục đích chuyến đi đến quần đảo ven biển lần này của hắn cũng có liên quan đến hải tế. Dùng cái này để thu thập được càng nhiều tình báo có độ công kích của Điền Thường. Chí ít trong khoảng thời gian hiện tại này, Điền Thường không thể phản bội và đối nghịch với hắn. Bởi vì làm thế thì điền thường không được chỗ tốt nào, lại càng không có ý nghĩa. Mà có lẽ hắn cũng chỉ tham dự hải tế một lần này thôi. Ta biết rồi." Điền thường trả lời. Gã biết cuộc tán gẫu ngày hôm nay đã kết thúc nên đứng dậy. "Ta không thể thường xuyên biến mất. Vì thế nếu như sau này có tin tức gì, ta sẽ để điền hòa thông báo với ngươi. Ngươi còn nhớ người kia không?" Khương Vọng hơi suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, có ấn tượng Xem ra sau khi cùng vào thất tâm cốc với Điền Thường Thì Điền Hòa đã nhận được sự tín nhiệm của Điền Thường Công Dương Lộ cũng đã chết rồi Có lẽ hiện tại Điền Hòa chính là người mà gã tin tưởng nhất Cũng là lẽ đương nhiên Một người có thể chịu đựng sự tra tấn tàn khốc của thất tâm cốc Nhưng một lòng không bán đứng mình Thì đương nhiên sẽ có được sự tín nhiệm Nếu như không phải tận mắt Khương Vọng nhìn thấy Điền Hòa đã giết chết biểu muội lưu tư của Điền Thường như thế nào thì Khương Vọng cũng sẽ cho rằng nam nhân trung niên trầm mặc ít nói kia rất đáng có được sự tín nhiệm. Điều khiến hắn có ấn tượng sâu sắc với Điền Hòa chính là câu nói kia, khi đó hắn hỏi Điền Hòa có ở lại Điền Gia lâu nữa không, thì người kia đã nói. Làm sinh không bằng làm quen. Người kia chỉ có tu vi bình thường, thiên phú hẳn cũng bình thường, ở lại Điền Gia 43 năm vẫn chỉ là tùy tùng của một công tử chỉ thứ. Nhưng lời nói lúc đó lại có cảm giác dường như ông ta xem danh môn đỉnh cấp đại tề, đại trạch điền thị như là một miếng mỡ dày. Loại ẩn nhân, bình tĩnh đạt tới trình độ đỉnh cao cùng với cảm giác đói khát kia của ông ta đã khiến cho Khương Vọng không thể khinh thường. Điền Hòa và Điền Thường, còn có cả Điền An Bình. Khương Vọng cảm thấy, nếu ba người này có thể đồng tâm hiệp lực, thì trong tương lai trăm năm nữa Điền Gia sẽ nên đón sự phát triển thần tốc. Đáng tiếc là mãi mãi ba người này cũng không thể đồng tâm hiệp lực. Điều thú vị hơn là, Khương Vọng lại nắm giữ được nhược điểm của hai người trong số họ. Có lẽ thu hoạch lớn nhất khi ở thế giới ẩn tinh lúc đó không phải là đóa hoa sinh mệnh kia, cũng không phải là Định Phong Châu, mà là Điền Hòa và Điền Thường. Điền Thường lặng lặng rời đi không một tiếng động hệt như lúc đến, còn tiện tay đóng cửa sổ lại. Khương Vọng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng nhắm mắt lại và tiếp tục việc tu hành ngày qua ngày. Tin tức của Bích Châu bà bà tới muộn hơn so với dự tính một chút. Khương Vọng đợi đến ngày 24 tháng 3, thì người Bích Châu bà bà sai đưa tin mới đến. Đến lúc này, số người trên hoài đảo đã đông như mắc cưỡi. Người tham dự vào hoạt động hải tế dồn dập ập tới tứ khắp nơi. Quán trọ Thanh Vân, nơi mà Khương Vọng ở cũng đã đầy ngập khách từ mấy ngày trước. Mặc dù hải tế là hoạt động của toàn bộ quần đảo ven biển, nhưng địa điểm chủ tế chắc chắn là ở Đài Thiên Nhai, cái gọi là dự lễ cũng đều là ở đây. Sau khi đến Trúc Lâu, bích châu bà bà tự mình dẫn đường dẫn theo khương vọng tiến vào điếu hải lâu suốt chặng đường liên tục có tu sĩ dừng lại hành lễ hỏi thăm với bích châu bà bà nhưng cũng không tiến lên quấy rây bích châu bà bà cũng ôn hòa gật đầu đáp lại từng người một cũng không hề lên mặt gì khi đến trụ sở tông môn điếu hải lâu khương vọng cho rằng đây là nơi có lối kiến trúc không thống nhất nhất mà mình từng thấy nóc vuông nóc nhọn đúc sắt tường đất bùn tường đá đen Phong cách kỳ quặc gì cũng có, điểm giống như duy nhất chính là đều là lâu cát. Nếu như đống kiến trúc giống cái nồi sắt ở phía trước cũng được quy lại là lâu cát, vậy thì tạm thời có thể xem như đây là một điểm giống nhau giữa các kiến trúc này. Có lẽ là do người dân trên quần đảo ven biển vốn đến từ nhiều nơi, có khởi nguồn phức tạp, cho nên khiếu thẩm mỹ cũng không giống ai, dùng một cách quá dị lẫn tạp với nhau. Nhìn thấy thì cũng thấy rất hài hòa. Trên đường đi Bích Châu bà bà nói rất ít tựa như rời vào loại cảm xúc bi thương gì đó khó mà tự kiềm chế. Chỉ đáp lại Khương Vọng bằng mấy câu chữ ngắn gọn, hoặc là nhẹ nhàng gật đầu đáp lại các tu sĩ điếu hải lâu hành lễ với bà. Quải trượng đầu rộng nhẹ va chạm với mặt đất, phát ra âm thanh trầm thấp không chút gợn sóng. Đây là một cụ già trầm lặng đầy đau thương, dường như bà đang khóc vì các đệ tử yêu mến của bà. Cuối cùng, Khương Vọng đi theo bà tới một trước gian nhà thật to được xây bằng đá. Khương Vọng thật sự muốn gọi nó là một gian nhà mà không phải là phần mộ, mặc dù nó thật sự cực kỳ giống một phần mộ. Giống như một tòa mộ đá thật to, bên trong mai táng một vị cự nhân. Tổng thể là một nửa vòng tròn nằm úp, ở phía trước được dựng một cửa đá to lớn. Bên trên khắc ba chữ lớn, ngục tù hải. Cái ngục này lấy hai chữ tù hải làm tên, nói là ngay cả biển cũng có thể bị cầm tù, đúng là ngang ngược. Chẳng qua liên tưởng đến cái tên điếu hải lâu cũng bá đạo không kém kia, thì lại thấy chẳng có gì là khó hiểu. Trước cửa ngục tù hải không có người trông coi. Có lẽ là trông coi ở bên trong ngục, cũng có thể là không cần trông coi. Bởi vì bích châu bà bà dùng hai tay khô gầy đặt ở bên trên cửa, đến khi phát ra âm thanh trầm thấp thì cửa đá mới từ từ di chuyển. Nghe âm thanh kia, Khương Vọng rất nghi ngờ mình có thể di chuyển phiến cửa đá này hay không nó cũng không mở theo kiểu hướng vào phía trong hay là hướng ra ngoài, mà là chậm rãi tụt xuống, cuối cùng cả phiến cửa đá đều nằm trong lòng đất. Cảnh tượng này khá là kỳ quái, nhưng lại cực kỳ tương xứng với những phong cách kiến trúc vô cùng kỳ quặc ở trong điếu hải lâu. Nếu như cửa được mở một cách bình thường, thì khi đó mới càng kỳ quái. Bích Châu bà bà không nói hắn phụ giúp một tay, nên hắn cũng không nên hỗ trợ. Khương Vọng rất lo lắng nếu mình đột ngột đưa tay ra thì sẽ bị cấm chế gì đó làm bị thương cho nên chỉ có thể ở một bên xem, nhìn vị lão thái thái này dùng sức di chuyển cửa mà không nháy mắt lấy một cái. Chàng trai, trước mắt có chút khó khăn. Bích Châu bà bà bỗng nhiên thấp giọng nói. Khương Vọng lập tức phản ứng lại, cũng hấp tấp đưa hai tay ra, dốc hết sức di chuyển cửa. Đương nhiên, hắn chỉ diễn dốc toàn bộ sức lực, tuy rằng nội phủ cũng ầm ầm khởi động, nhưng thực ra chỉ dùng 7 phần 10 thực lực hắn không thể để cho bích châu bà bà nhìn thấy biết quá rõ về hắn bởi vì bọn họ thật ra là địch chứ không phải là bạn trong từng đợt âm thanh trầm đục vang lên cửa đá chậm rãi lúng xuống trước mắt xuất hiện một hành lang hướng xuống phía dưới trên hai bên vách tường đều có bảo châu chiếu sáng trái lại cũng không hề tối tăm nhưng hành lang lại kéo dài đến tận xa xa liếc mắt nhìn mà chẳng thấy cuối đường đi vào đi bích châu bà bà thở dài một hơi khó hiểu sau đó nói Khương Vọng rất nghi ngờ sau khi mình tiến vào nếu Bích Châu bà bà có lòng xấu xa mà đóng cửa đá lại, thì hắn có còn cơ hội lao ra hay không? Nhưng vào thời điểm này Bích Châu bà bà không có lý nào lại hại hắn. Hắn quang minh chính đại đến điếu hải lâu, tề quốc chính là chỗ dựa an toàn cho hắn. Cho nên hắn dẫn đầu đi xuống đường hành lang. Sau khi đi vào thì mới phát hiện đường hành lang này cũng không chật chội lắm, quy mô rộng hơn nhiều so với lúc đứng ở bên ngoài cảm nhận. Lúc còn đứng ở ngoài kia, dù sao lối đi vào vẫn còn hạn chế hơn nữa có lẽ một phần nguyên nhân do trận pháp nên không thể nhìn được quá rõ thực tế chiều rộng của hành lang này có thể so với bốn chiếc xe ngựa chạy song song cao cũng ít nhất ba trường từng viên bảo châu lớn nhỏ được sắp xếp theo một cách huyền bí như triển khai một loại hoa văn nào đó ở bên trên hai vách tường nhưng nó quá rộng cũng quá xa cho nên nhất thời không thể vẽ ra hình dạng cụ thể ở trong lòng chuyện khiến lòng người lo lắng không hề xảy ra bởi vì bích châu bà bà cũng đã chống quải trượng đầu rồng đi vào hành lang. Cửa đá ở phía sau cũng chậm rãi nâng lên, nhưng có trưởng lão của điếu hải lâu ở bên cạnh, nên cũng không có gì phải lo lắng. Trước khi đi vào sâu hơn nữa, Khương Vọng quay đầu nhìn thoáng qua cửa đá, nơi đó chỉ còn lại một khe hở, lộ ra ánh mặt trời ở bên ngoài ngục, rất nhanh đã bị cửa đá che kín. Việc này khiến cho người ta cảm thấy đè nén không tên, giống như một loại hy vọng nào đó cũng bị chôn vùi. Cửa đá này chỉ là kiên cố và nặng thôi sao? Nhìn như chẳng thể ngăn cản được mấy người mạnh. Khương vọng như thể tùy ý hỏi. Đương nhiên không chỉ có thế, hình như Bích Châu bà bà cảm nhận được sự bất ổn của hắn, nên giọng nói rất hiền lành, nếu như người vừa nãy di chuyển cửa không phải là ta, thì Trận Văn cũng đã khởi động rồi. Khương vọng không hề không hiểu chuyện mà đi hỏi cụ thể là Trận Văn gì, chỉ dừng lại đợi một lát rồi sóng vai cùng Bích Châu bà bà tiến vào. Đi được mấy bước, bích châu bà bà lại nhắc nhở chờ lát nữa nếu có người nói chuyện với ngươi thì cứ ứng phó là được đừng tùy ý đắc tội bọn họ thái độ nghiêm túc như vậy khiến cho hắn cảm thấy hơi căng thẳng sẽ có những người nào khương vọng hỏi lính canh ngục bích châu bà bà chỉ nói ba chữ này rồi chẳng nói thêm gì nữa bóng lưng già nua của bà không hề dừng lại vẫn tiếp tục đi về phía trước khương vọng cũng chỉ đành đi theo vào trong hành lang rất dài càng đi càng hướng xuống dưới, tính toán theo lộ trình thì hẳn là đã đi đến đáy biển, vậy mà vẫn tiếp tục đi xuống. Đi đến cuối hành lang dài lại là một cái cửa đá nặng nề, trước cửa vẫn không có ai trông coi như cũ. Khương Vọng cũng vừa mới phát họa lại hoa văn mà Bảo Châu ở hai bên hành lang được sắp xếp trong suốt chặng đường, vậy mà thình lình phát hiện. Đó là rồng. Hai bên hành lang, dùng Bảo Châu để phát họa ra hai con thần long. Song long trấn ngục. Điếu hải lâu thật sự rất thích giày xéo rồng, làm long tệ, tạo thuyền xương rồng, dùng rồng làm hoa văn trấn ngục trên vách tường. Dường như có ý định dùng mọi phương diện để phụ họa cho truyền thuyết một người một gậy, đuổi rồng chạy xa của tổ tiên bọn họ thuở mới khai phái. Lúc này không cần phải đẩy cửa, bích châu bà bà trực tiếp nắm chặt lấy vòng nắm cửa bên trên cửa đá, sau đó đập nhẹ hai lần rồi bỏ ra. Khương vọng đột nhiên cảm thấy mình bị một loại ánh mắt lạnh lẽo nào đó nhìn chăm chú ánh mắt kia sâu thẳm như xuyên thấu vào trong thân thể khiến cho người ta cực kỳ không được tự nhiên cũng may việc xem xét kia kết thúc rất nhanh không bao lâu sau cửa đá bị người ta kéo từ bên trong người đứng ở phía sau cửa người mà vừa mở cửa cho bọn họ là một kẻ say rượu chỉ thấy hắn ta gãi gãi cái mớ tóc rối như ổ gà rồi đi vào trong mà không quay đầu lại giống như hoàn toàn không quan tâm mấy người khương vọng đến đây làm gì bích châu bà bà không nói gì Khương Vọng cũng không lên tiếng. Cách cửa đá không xa là một cái bàn dính đầy bụi bẩn, phía trên là một đống quân bài lộn xộn. Còn có ba người ngồi siêu siêu vẹo vẹo trên ba vị trí của bàn, có hai người cởi trần, bọn họ bình thản để lộ lông ngực và đống mỡ của mình. Người vẫn còn mặc y phục kia thì đang dùng một tay chà sát bàn chân. Tóm lại ai nấy cũng đều lôi thôi lếch thích, vào rượu ngã trái ngã phải ngổn ngang dưới chân bọn họ. Hiển nhiên lúc trước mấy người bọn họ vừa uống rượu vừa đánh bài. Hẳn những người này chính là lính cai ngục trong lời nói của Bích Châu bà bà, nhưng hoàn toàn khác so với tưởng tượng của Khương Vọng. Người có thể để cho Bích Châu bà bà đích thân nhắc nhở, thì chắc chắn là nhân vật nguy hiểm. Chí ít cũng kiểu khuôn mặt lạnh lùng, sát khí quanh người mới xem như na ná trong tưởng tượng của hắn. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng là một đám nam tử lang thang ngơ ngơ ngát ngát. Nhưng Khương Vọng nghĩ lại, có khi là vì bọn họ chỉ có thể ở đây ăn no rồi chờ chết, không còn cách nào khác, cho nên mới đặc biệt nguy hiểm. Đầu ổ gà mở cửa cho Bích Châu bà bà đi thẳng tới chỗ trống còn lại, nấc một cái rồi hùng hùng hổ hổ nói, ai dám đổi bài của lão tử, lão tử sẽ làm hắn. Cách cái bàn này 10 bước là một hàng rào sắt. Trên hàng rào chỉ có vẻn vẹn một cái cửa, lúc này đã được mở ra. Xuyên thấu qua khe hở hàng rào thì có thấy phía sau nó lại là một hành lang rất dài. Chỉ là lúc này hai bên đường hành lang không phải là vách tường, mà là từng phòng giam một có phòng giam có người ở trong, cũng có cái không có. Nhưng tất cả đều rất yên lặng. Ít 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 mẹ người. Lính Cai Ngục đang gãy chân ngồi đối diện đầu ổ gà mắng, cái đống bài nát của ngươi thì có gì tốt mà phải đổi. Đầu ổ gà vỗ bàn một cái, quả nhiên ngươi đã nhìn bài của ta. Hắn ta trộn lẫn bài của mình với đống bài trên bàn rồi nói. Ngươi gian lận. Ván này không tính. Được. Lính Cai Ngục gãy chân mắng một câu nhưng hiển nhiên cũng rất nhận nợ, không hề ngăn cản hành động trộn bài của đầu ổ gà. Bích Châu bà bà không chào hỏi với bọn họ mà tự mình đi về phía lưới sắt, Khương Vọng cũng yên lặng đi theo. Này! Thừa dịp đầu ổ gà đang trộn bài, cái tên lính cai ngục gầy chân kia mới liếc mắt đánh giá Khương Vọng vài lần, trước đây chưa từng gặp, đến từ đâu. Khương Vọng suy nghĩ một lát về lời nhắc nhở của Bích Châu bà bà rồi trả lời, Lâm Tri. Từ, người tề quốc câu nói này của hắn ta cũng không có ác ý gì chỉ đơn giản là lặp lại tin tức vừa mới biết mà thôi nói xong thì lại tiếp tục gầy da chân ngược lại lính cai ngục đầu ổ gà đã trộn xong bài trong lúc đang xếp bài thì bỗng nhiên dừng lại xoa xoa đầu tóc rối vời của mình hắn ta quay sang tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía khương vọng đã là người tề quốc thì nói cho chúng ta nghe một chút xem tất nguyên tiết chết như thế nào ba vị lính cai ngục còn lại cũng đưa mắt nhìn sang trong nháy mắt khiến người ta thấy hơi áp lực tất nguyên tiết thương vọng cao mày hắn còn chưa nghe qua cái tên này bao giờ cũng là lính cai ngục ở đây nhưng chạy rồi bích châu bà bà lên tiếng giải thích sau đó đã gia nhập địa ngục vô môn là một trong số diêm la hình như là điện thành vương điện thành vương của địa ngục vô môn là lính cai ngục ở ngục tù hải mỗi một vị diêm la đều là cường giả ngoại lâu đỉnh phong nói cách khác bốn vị gia hỏa lôi thôi lết thích đang đánh bài ở trước mặt cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Bốn vị lính cai ngục ngoại lâu đỉnh phong. Thêm vào đó là tất nguyên tiết đã chạy thoát, vậy thì là năm vị. Lực lượng canh ngục của ngục tù hải này là mạnh nhất trong hiểu biết của Khương Vọng. Không đúng. Khương Vọng bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, cái vị tất nguyên tiết là lính cai ngục, vậy thì vì sao lại phải chạy thoát? Từ trước đến nay hẳn là chỉ có tù nhân mới vượt ngục, chưa từng nghe nói cai ngục cũng muốn vượt ngục. Trừ phi cai ngục ở đây cũng thể tự ý rời đi. Bọn họ cũng phải chịu một loại cấm chế nào đó. Trong lòng Khương Vọng đang suy nghĩ về những vấn đề này, bên ngoài thì trả lời đàng hoàng, hình như là bị thủ lĩnh người gõ mỏ ở quận Lâm Hải một trưởng bóp chết. Bốn cai ngục đang đánh bài nhìn nhau, sau đó vẻ mặt như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Cuối cùng mọi người tiếp tục cầm bài, không một ai nhìn Khương Vọng thêm nữa. Sau khi vượt qua cửa nhỏ trên rào sắt và bước vào hành lang mà hai bên đều là phòng giam, Khương Vọng cảm giác cơ thể bỗng nhiên nặng nề hơn nhiều, ngay cả việc bước đi đơn giản mà cũng cần rất nhiều khí lực. Ở khu vực này, mỗi một người đều phải chịu đựng áp lực, làm như thế là để tránh cho một ít tù nhân quá thừa tinh lực. Bích Châu bà bà giải thích. Phòng giam ở hai bên đều lấy rào sắt làm tường, mục đích để tiện cho cai ngục có thể quan sát tình hình của tù nhân bất cứ lúc nào. Tiếng vang phát ra từ quải trượng đầu rồng của Bích Châu bà bà va chạm trên hàng lang rất rõ ràng. Nhưng đám tù nhân của người ở trong phòng giam đều không nhìn ra ngoài này lấy một lần. Hình như bọn họ đều đã mất đi loại tâm trạng gọi là hiếu kỳ. Không thể nghi ngờ gì, điều này đã để lại một bóng ma giăng kín ở trong lòng Khương Vọng. Đi tiếp vào bên trong thì không còn nhìn thấy rào sắt nữa, chỉ có một cái cửa đá. Ngoại trừ một lỗ hổng nho nhỏ thì hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì chắc hẳn ở bên trong là tù nhân tầm cỡ quan trọng hơn nhiều, nên lúc thiết kế phòng giam đã cân nhắc đến độ chắc chắn. Đường hành lang còn rất dài, có vẻ như không thể nhìn thấy cuối. Rõ ràng cách một khoảng cách thì trên đỉnh sẽ có khảm một viên bảo châu chiếu sáng, nhưng từ đầu cho tới cuối hành lang này lại như một vực sâu không đáy liên tiếp. Không thể nhìn rõ cái gì, hơn nữa còn có cảm giác khủng bố ẩn giấu đâu đây. Ta không đi vào. Giọng nói của bà bà vang lên, ta không chịu nổi khi thấy Quỳnh Nhi bị khổ. Trên vách tường giữa hai gian nhà đá có một thứ gì đó giống như giá đỡ nến. Lúc đầu Khương Vọng còn không biết nó dùng để làm gì, mãi cho đến khi Bích Châu bà bà lấy một nén nhang ra và cắm ở bên trên. Bà ta dùng ngón trỏ khô gầy nhẹ nhàng vạch một cái, cây nhang kia lập tức bị cắt mất 4 phần 5, còn lại non nửa đoạn đang cháy. Ngươi chỉ có bấy nhiêu thời gian, Bích Châu bà bà nói. Khương Vọng không nói gì mà chỉ gật đầu có lẽ là đã nói với bên cai ngục kia từ trước, nên lúc này Bích Châu bà bà trực tiếp lấy ra một cái chìa khóa bằng đá rồi mở cái cửa đá này ra. Bản thân bà ta thì đứng bên cạnh cửa, không đi lên nhìn lấy một tí, dường như thật sự không đành lòng. Không biết vì sao, đột nhiên Khương Vọng lại cảm thấy hơi do dự. Hắn đi một mạch đến Hoài đảo, mục tiêu rất rõ ràng đó chính là muốn cứu Trúc Bích Quỳnh. Một lời đã nói ra, vạn núi không thể cản trước khi hải tế bắt đầu sẽ đi thăm trúc bích quỳnh đó cũng là chuyện đã được quyết định từ lâu nhưng giờ phút này khi đứng ở ngoài cửa chỉ còn cách nhau một bức tường hắn lại đột nhiên thấy sợ hãi giờ phút này vị bằng hữu mạo hiểm truyền tin cho hắn đã thành thế nào rồi nàng đã trải qua khoảng thời gian gian khổ như thế nào ở trong ngục tù hải nghiêm ngặt như thế này hắn rất bất an nhưng hắn vẫn đi vào bên trong phòng giam Cây nhang đang cháy trên giá kia nhắc nhở rằng hắn không có thời gian để do dự. Đoạn đường này rất nhiều lúc đều là như vậy, hắn không có thời gian để yếu đuối. Hắn phải đối mặt. Sau khi Khương Vọng bước vào nhà đá, thì cách cửa phía sau cũng khép lại. Trong thạch thất rất tối, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Khương Vọng nhìn rõ nơi này. Toàn bộ nhà đá ước chừng rộng 10 độ vuông, còn rộng rãi hơn một tí so với tưởng tượng của hắn. Chỗ này cũng xem như sạch sẽ, không có vật hôi thối gì, chỉ có mùi gió biển nhàn nhạt, cũng không biết ở dưới đáy biển sâu như này thì gió thổi đến từ đâu được. Trên vách tưởng chính giữa đối diện với cửa đá có hai cái xích sắt. Một nữ tử tóc dài mềm yếu đang bị treo bằng xích sắt ở trên tường. Nàng cúi thấp đầu, hơi thở rất nhẹ, có lẽ đang ngủ. Vậy mà tiếng mở cửa cũng không thể đánh thức được nàng. Nàng giống như một con rối cũ nát bị đứa trẻ có mới nới cũ chán ghét mà vứt bỏ, thế là bị treo ở một chỗ nào đó chờ đợi ngày bị bỏ rơi hoàn toàn thiếu nữ xinh đẹp bị hắn dùng diễm hoa đuổi ra khỏi phòng ở trấn thanh dương cô nương đơn thuần lầm tưởng hắn là kẻ ác mà khóc đến mức nước mắt như mưa hiện tại đang bị treo ở đây đạo nguyên ở trong cơ thể nàng đã hoàn toàn tiêu tan chẳng còn lấy một chút tu vi nàng đã không còn là tu sĩ siêu phàm mà là một nữ hài bình thường tóc dài rũ xuống trước người đã che khuất mặt mũi của nàng Khương Vọng tiện tay bấm một đạo quyết, hắn muốn ngưng tụ ra hai thanh cọc giúp nàng lót chân một chút, bởi vì cổ tay nàng đã bị treo thành màu tím đen, gần như sắp gãy rời ra rồi. Nhưng nguyên lực của hắn cứ tụ rồi rồi lại lập tức tiêu tán. Bởi vì cấm chế đặc thù, nên không thể nào sử dụng đạo thuật ở tù thất này. Khương Vọng muốn chém ra hai cái hố ở trên tường để hai chân của nàng có điểm tựa, không đến nỗi tất cả trọng lượng đều đặt trên cổ tay như bây giờ nhưng hắn không biết nếu làm hỏng tường thì sẽ có hậu quả gì. Hắn lại càng muốn dùng một chiêu kiếm chặt đứt xiền xích rồi mang Trúc Bích Quỳnh đi. Nhưng hắn biết rõ mình không thể mang Trúc Bích Quỳnh ra khỏi chỗ này. Khương Vọng chỉ đành thở dài một hơi ở trong lòng, sau đó dùng một tay vòng lấy chân nhỏ của nàng rồi nâng nàng lên. Không! Không được! Đừng! Dường như Trúc Bích Quỳnh mới tỉnh lại từ trong ác mộng, vậy nên cứ đạp chân không ngừng, nhưng sức lực rất yếu nàng yếu đến nỗi ngay cả tiếng gào khóc cũng như có như không. Là ta, là ta. Trúc đạo hữu, đừng sợ. Ta là Khương Vọng. Khương Vọng trấn an nàng, sau đó dùng một cái tay khác bắn ra một đống hoa lửa để lơ lửng ở trước mặt mình. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, để Trúc Bích Quỳnh nhìn rõ khuôn mặt mình. May mà thần thông sinh ra tự thân, không bị ảnh hưởng, nên hắn mới có thể bắn ra đống tam muội chân hỏa này đây cũng là lần đầu tiên khương vọng làm chuyện xa xỉ như là dùng tam muội chân hỏa để chiếu sáng thế này trúc bích quỳnh cúi thấp đầu cuối cùng cũng nhìn thấy mặt khương vọng xuyên qua đám tóc dài rối tung hu hu nàng méo miệng dù rất cố gắng nhịn xuống nhưng cuối cùng vẫn khóc lên tiếng khóc của nàng rất yếu ớt nước nở xa xăm giống như bất cứ lúc nào hơi thở cũng có thể tắt ngấm dù nàng đang khóc nhưng lại không có nước mắt bởi vì nước mắt đã cạn khô từ lâu Cổ tay nàng tạm thời được thoải mái, nhưng vẫn không nhúc nhích như cũ, rõ ràng là đã mất đi tri giác. Không sao rồi, Khương Vọng vương tay ra, nhẹ nhàng vén những sợi tóc dài che khuất đôi mắt của nàng ra sau tay rồi dịu dàng nói, không sao rồi. Xin, xin lỗi. Nàng khóc một hồi, rồi mấp mấy đôi môi khô nứt trắng bệt, ta nói hết rồi. Làm sao rồi? Khương Vọng nhẹ giọng hỏi, ngươi nói gì rồi? Trúc Bích Quỳnh nhắm hai mắt lại có vẻ như quá mệt mỏi nhưng lại cố gắng mở mắt ra giọng nói yếu ớt vang lên ngươi có một thương hội tên đức thịnh trấn thanh dương do tiểu tiểu quản lý sự vụ hướng tiền là luyện phi kiếm còn có trương hải luyện đan quan hệ giữa ngươi và trọng huyền thắng rất tốt hu 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 ta đều ta đều nói hết rồi ta không muốn nói thế nhưng thật sự rất đau hu 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 hoàn toàn có thể tưởng tượng được bên trong ngục tù hải sẽ có loại cực hình như thế nào Mấy cái đó là thứ mà một bông hoa được nuôi dưỡng ở trong nhà như Trúc Bích Quỳnh không thể chịu đựng được. Không sao. Không trách ngươi. Nếu đổi lại là ta thì cũng không thể nào chịu đựng được những cực hình kia. Hơn nữa những thứ mà ngươi nói cũng không phải bí mật gì. Nó không có bất cứ tổn hại gì đến ta hết. Khương Vọng dùng một bàn tay nâng nàng lên. Một bên dịu dàng trấn an nàng, một bên từ từ điều động đạo nguyên đi sắp xếp lại thông thiên cung đã nát đến mức rối tinh rối mù của nàng thông thiên cung của nàng đã hoàn toàn tan vỡ không có nửa tia hy vọng có thể xây lại được thương vọng hiểu rõ điều này nhưng việc mà hắn đang làm giống như là dọn dẹp đá vụn của một tòa nhà bị sụp đổ dù không thể xây lại nhà nhưng ít ra có thể làm cho cái tòa nhà đổ nát này trở nên sạch sẽ hơn một tí từ đó giảm bớt sự đau đớn cho trúc bích quỳnh dù có thể điều này cũng là phí công ngươi nên nói mấy chuyện có ít hơn. Khương Vọng nói tiếp, ví dụ như nói cho bọn họ biết, ngươi là bằng hữu tốt của Khương Vọng. Chỉ cần bọn họ chịu tha cho ngươi, thì Khương Vọng đồng ý dùng tiền, đồng ý bỏ ra rất nhiều tiền. Khóe môi nứt nẻ của Trúc Bích Quỳnh hơi cong lên. Nàng đã nở một nụ cười. Nhờ việc rèn luyện sức khống chế đạo nguyên trong thời gian dài, nên quá trình Khương Vọng giúp Trúc Bích Quỳnh dọn dẹp Thông Thiên Cung cũng không có gì bất ngờ xảy ra mà trúc bích quỳnh vẫn nhìn hắn trước sau như một ngươi đến thăm ta sao dù nàng nhìn thấy khương vọng rõ rành rành trước mắt nhưng vẫn hỏi như vậy khương đạo hữu nghe qua thì câu hỏi này có chút ngốc nghếch nhưng khương vọng vẫn trả lời nghiêm túc đúng vậy ta tới gặp ngươi là bà bà dẫn ngươi tiến vào sao cô nương ngốc nghếch này lại méo miệng tựa như muốn khóc giúp ta nói xin lỗi với bà bà hộ ta là ta không đúng ta không nghe lời ta có lỗi với công ơn nuôi dưỡng của bà bà, phụ lòng bà bồi dưỡng. Đã thành ra như thế này rồi, mà nàng còn không biết mình bị ai hại ra như vậy. Khương Vọng im lặng một lát, cuối cùng chỉ tiếp tục dọn dẹp thông thiên cung cho nàng rồi nói, có rất nhiều người quan tâm đến ngươi, vậy nên ngươi phải thật kiên trì. Đúng lúc này cửa đá ở phía sau được mổ ra. Khương Vọng miếm chặt môi, hắn biết hành động này là để báo với hắn rằng thời gian thăm viếng đã hết, hắn phải rời đi rồi. Ta phải đi rồi, hắn nói. Dường như thời gian ngưng trệ trong chốc lát, nhưng cuối cùng cũng không thật sự dừng lại vì ai. Ngày ấy, Trúc Bích Quỳnh nhìn hắn và nói, "Ngươi sẽ đến xem ta sao?" Khương Vọng không nói gì, giờ phút này hắn có thể nói gì đây? Hắn không thể nói bất cứ điều gì về kế hoạch của mình cho cô nương ngốc này được. Cuối cùng Khương Vọng chỉ nói, "Đương nhiên." Trúc Bích Quỳnh chậm rãi nhắm hai mắt lại, "Vậy thì ta sẽ không sợ nữa." Khương Vọng cắn răng, rốt cuộc vẫn buông tay ra, để cho thân thể của Trúc Bích Quỳnh bị treo lại lần nữa. Hắn đột nhiên xoay người lại, không dám liếc mắt nhìn Trúc Bích Quỳnh lấy một cái, rồi nhanh chóng bước vội ra khỏi nhà đá. Lúc này, một bàn tay khô gầy khóa kỹ cửa đá lại. Vừa lúc cây nhang chỉ còn lại một phần năm kia cũng cháy hết. Đi thôi, Khương Vọng nói. Dù sao thì bên trong ngục tù hải cũng không phải chỗ tiện để nói chuyện, Bích Châu bà bà cất chìa khóa cẩn thận rồi đi ra ngoài luôn. Khi đi ngang qua cái bàn mà các cai ngục đang chơi bài, thì bà nhẹ nhàng đặt chiếc chìa khóa lên trên bàn. Không có cai ngục nào để ý đến bà, mà bà cũng không để ý đến bất kỳ cai ngục nào. Khương Vọng cũng thờ ơ lạnh nhạt, hắn cảm giác những cai ngục này hoàn toàn sống trong thế giới của mình. Nếu những người này ra thế giới bên ngoài kia, thì hẳn cũng được xem như là cường giả khó gặp ví như tất nguyên tiết trở thành biện thành vương của địa ngục vô môn đúng là hung danh hiển hắc nếu như thực lực của bọn họ không kém tất nguyên tiết quá nhiều vậy hẳn cũng mạnh hơn bích châu bà bà mới đúng hắn phán đoán như vậy là dựa vào hải tông minh khi bích châu bà bà và hải tông minh tranh chấp có thể thấy thực lực của hai người không chênh lệch là bao mà khương vọng hiểu rất rõ về thực lực của hải tông minh tuy rằng cũng là ngoại lâu tứ cảnh nhưng khẳng định thực lực chưa đạt tới trình độ như diêm la của địa ngục vô môn. Mà Bích Châu bà bà ở bên ngoài uy phong cỡ nào, dù là cấp cao của ngũ tiên môn cũng bị bà ta kêu đến là đến kêu đi là đi. Còn bọn họ lại ở trong cái ngục tù hải tối tăm không có ánh mặt trời này, cả ngày say rượu rồi đánh bạc, lôi thôi lết thết. Bọn họ vừa là cai ngục, cũng là tù nhân. Những tù nhân kia đều bị tra tấn đến mức mất đi sự hiếu kỳ đối với thế giới bên ngoài, vậy còn tình trạng của mấy cai ngục kia thì sao chẳng phải là một bãi nước động hay sao cửa đá ở phía sau đóng lại hương vọng và bích châu bà bà lại đi vào đường hành lang chỗ lối vào lần nữa chỉ là tâm trạng lúc này đã khác hoàn toàn so với lúc đến bà bà hương vọng lên tiếng tình hình hiện tại của bích quỳnh rất không ổn chỉ sợ không thể kiên trì đến lúc hải tế hai giữ bích châu bà bà thở dài một hơi trước khi hải tế bắt đầu ngục tù hải sẽ không để cho nàng chết Khương vọng mất mấy môi, ý của ta là, có thể nghĩ cách đưa một chút đồ ăn đồ uống cho nàng vào mỗi ngày được không? Bích Châu bà bà chống gậy tiến lên, dù có đi lên hay đi xuống trên hành lang này thì bà vẫn luôn đi kiểu không nhanh không chậm như này. Ăn một bữa cơm, một viên nguyên thạch, bà nói, ngươi cũng nhìn thấy những cai ngục vừa nãy rồi đấy. Bọn họ rất tham lam. Không sao, ta chi được. Khương Vọng nói không chút do dự hắn nói nhẹ nhàng như chỉ là mấy đau tệ thôi vậy, giống như chuyện mà hắn đồng ý không phải là ăn một bữa cơm trả một viên khai mạch đang cấp giáp, bởi vì hắn muốn thể hiện rằng hắn có thể trả giá đến mức nào vì chuyện của trúc bích quỳnh, đứa trẻ ngoan. Vẻ mặt của bích châu bà bà như là vui mừng. Bà bà nói đùa với ngươi thôi, mấy chuyện này bà bà tự có sắp l. Sếp, bà ta đã có được đáp án mà mình muốn đối với khương vọng mà nói coi như chuyến đi hôm nay cũng có kết quả chí ít thì nó đã loại bỏ hoàn toàn phương án cướp một nhân lúc hỗn loạn dù trước đó hắn cũng không cho rằng phương án này khả thi nhưng vẫn ôm một tia ảo tưởng trúc đạo hữu nhờ ta chuyển một câu cho ngài khương vọng nói câu gì bích châu bà bà tỏ vẻ bất ngờ dựa vào cấm chế đặc biệt của nhà đá có lẽ bà ta ở bên ngoài thạch thất sẽ không nghe được cuộc đối thoại bên trong nhưng hiển nhiên bà ta cũng có cách của mình. Không thể không nói, Bích Châu bà bà rất biết cách che giấu tâm trạng, không hổ danh là người cùng cạnh tranh nhiều năm với Hải Tông Minh. Nàng nói xin lỗi ngài, Khương Vọng dùng chút dư quan khóe mắt chú ý tới vẻ mặt của bà. Quả nhiên ngoại trừ nỗi đau thương khó phân biệt thật giả, thì chẳng có gì nữa cả. Nàng là đứa trẻ tốt. Bích Châu bà bà im lặng một lát, cuối cùng chỉ nói một câu như vậy thật sự trong lòng bà không có chút gợn sóng nào sao? Thương Vọng không biết đáp án. Chỉ là trước khi đi tới phiến cửa đá khổng lồ kia, không biết Bích Châu bà bà nghĩ tới điều gì mà bỗng nhiên nói rằng những cai ngục vừa nãy đều là các trưởng lão có thực quyền của điếu hải lâu lúc trước. Bởi vì nhiều nguyên nhân mà bị dán vào đây. Sau khi chịu khổ một giáp thì mới có thể rời đi. Bọn họ vừa là người canh giữ, cũng là người bị canh giữ một giáp bằng 60 năm, đối với phần lớn cai ngục thì một giáp có nghĩa rằng tiêu hao hết sạch tuổi thọ gần như không thể nào ở bên trong ngục tù hải mà đạt được thần lâm có người kiên trì chịu đựng cũng có người không chịu đựng được nhưng từng ấy năm cho tới nay chỉ có một mình tất nguyên tiết là cai ngục thực sự chạy đi được bích châu bà bà than thở người kia thực sự là một quái thai thứ tự của diêm la biện thành vương tất nguyên tiết trong địa ngục vô môn cũng không cao lắm tên tuổi cũng không quá vang dội nhưng thực tế lại là một quái thai thâm tàn bất lộ. Người đã thực hiện hành động vĩ đại thoát khỏi ngục tù hải, cái mà chưa một cai ngục nào làm được. Khiến cho những cai ngục ở bên trong ngục tù hải kia nghe được tin tức của gã mà tâm trạng phức tạp. Khiến cho Bích Châu bà bà đến giờ mỗi khi nhắc đến gã mà lòng vẫn còn kiên kỵ. Nhưng dù là nhân vật như vậy, thế mà lại chết một một cách dễ dàng bởi một cái tác của thủ lĩnh đã canh nhân. Hết thảy chuyện của rầm rầm rộ rộ của gã đều không thể tiếp diễn cũng như một giọt nước rơi vào trong nước, như một ngọn gió chìm vào trong làn gió, không một tiếng động. Thậm chí nếu không tới một tù hải này một chuyến thì Khương Vọng cũng không biết người kia là ai, không biết quá khứ của gã, không biết sự lợi hại của gã. Điểm tàn khắc nghiệt nhất của thế giới này chính là ở đây, mà điểm đặc sắc nhất cũng là ở đây. Thiên tài chưa chắc có thể trưởng thành, thiên kiêu chưa chắc có thể tỏa sáng. Như là liễu thân thông từng được ca ngợi là tuyệt thế thiên kiêu, Cuối cùng chẳng phải lại trở thành một phần giải thích cho sự điên cuồng của Điền An Bình, trở thành một hạt bụi nhỏ trong lịch sử. Khương Vọng luôn luôn dùng những tình huống này để cảnh giác chính mình, để cho mỗi một bước đi của mình đều phải thật kiên cố. Bà bà. Đứng ở trước cửa đá khổng lồ, một giây cuối cùng trước khi rời khỏi ngục tù Hải, Khương Vọng nói, nếu như ngài có cách gì để cứu trúc đạo hữu thì nhất định nói cho ta biết. Chúng ta cộng lực cùng nhau làm thì có lẽ có thể làm cho độ khả thi cao hơn đây là phép thử cuối cùng của hắn. Đương nhiên, ta vẫn đang nghĩ cách. Bích Châu bà bà nói. Nhưng cũng chỉ nói một câu này. Sau đó, bà ta duỗi hai tay ra, bắt đầu di chuyển cửa đá lần nữa. Khương Vọng cũng đưa ta ra trợ giúp, cùng bà ta hợp sức di chuyển cửa đá. Cánh cửa nặng nề chậm rãi được nâng lên. Ánh mắt trời ở bên ngoài lại chiếu rọi lên hai người lần nữa. Một già một trẻ, đều lộ ra vẻ chân thành. Nếu như ngươi là Khương Vọng, ngươi sẽ phá vỡ cục diện như thế nào? Ở trong chút lâu, Bích Châu bà bà vừa xé thịt thành miếng nhỏ để cho bầy cá ăn, vừa tự hỏi tự trả lời. Trừ phi đại quân của tề quốc tự đến đòi, nếu không thì việc cướp ngục cứu tù sẽ không thể thành công. Hắn cũng đã được chứng kiến trình độ phòng bị của ngục tù hải, chắc chắn sẽ không tự tìm chết. Miếng thịt dính máu vừa rơi xuống bể cá đã bị lũ cá chia ăn hết sạch ngay lập tức, ngay cả máu cũng không thừa một tí cho nên thực ra hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghĩ cách nhờ vả nhân vật quyền lực trong nội bộ điếu hải lâu, cũng chính là ta. Hắn muốn thông qua ta để tác động đến quy tắc hải tế, cho nên mới hết lần này tới lần khác giao thiệp với hà ta. Ô tê quốc, hắn chỉ là một nam tước nho nhỏ, đất phong cũng chỉ có một trấn, không có gì có thể đánh đổi. Nhưng hắn và công tử trọng huyền gia, trọng huyền thắng là bằng hữu chí cốt, trọng huyền thắng có thể điều động bao nhiêu tài nguyên. Trọng huyền gia đồng ý trả giá bao nhiêu cho chuyện này? Đây là mấu chốt của vấn đề. Bích Châu bà bà tiếp tục nói, nhưng thái độ của tiểu tử này cũng rất rõ ràng. Hắn đồng ý dùng bất kể tài nguyên gì để cứu Trúc Bích Quỳnh, nhưng nếu thật sự không cứu được, hắn chỉ hy vọng Bích Quỳnh có thể đi đoạn đường cuối thật thoải mái. Tiền đề của thái độ này chính là vì hắn biết chuyện này gần như không thể hoàn thành. Vì thế hẳn là ta nên cho hắn chút hy vọng. Ngón tay khô gầy từ tù xé thịt tươi, máu tươi cũng thuận theo đó mà nhuộm đồ cả bàn tay nhưng bà không thèm để ý chút nào chuyện thế gian duy chỉ có chữ tình nan giải người thiếu niên lại khăng khăng không thể hiểu nên thường hãm sâu ở trong đó chắc chắn hắn đã yêu bích quỳnh nên mới không đắn đo suy nghĩ mà làm như vậy ta chỉ cần cho hắn một tia hy vọng hắn sẽ cố gắng thực hiện bích châu bà bà nói xong thì trực tiếp đi tới giỏ tre ở bên cạnh lấy một miếng thịt to có hai nắm tay của người trưởng thành lên, sau đó ném vào trong nước. Thực ra, có lẽ thứ có giá trị nhất mà hắn có chính là bản thân hắn. Dù sao ngay cả hải tông minh cũng đều cực kỳ hứng thú với hắn, bà ta nói tiếp. Dưới đáy của bể cá siêu lớn, bỗng nhiên có một con cá năm màu thoát ra khỏi cây rong tươi tốt kia. Năm đường kẻ với năm màu đỏ, đen, vàng, xanh, lam kề sát cùng nhau, giống như thể có một chiếc áo khoác diễm lệ quấn quanh thân vậy hình thể cùng lắm chỉ dài bằng ba ngón tay trọng bằng hai ngón tay nhìn qua cứ như vật vô hại nhưng khi nó vừa vọt tới bầy cá vừa nãy còn tập trung lại một chỗ bỗng chốc tán loạn tứ tung như là chạy trốn vậy nó cũng không đuổi theo chỉ ngậm lấy miếng thịt rơi xuống nước rồi bắt đầu ăn hình dáng của nó rất nhỏ nhưng tốc độ ăn lại rất nhanh cứ cắn rồi lại nhai chưa đến ba hơi thở mà đã cắn nuốt sạch sẽ miếng thịt còn lớn hơn so với cơ thể của nó bích châu bà bà thả tay vào trong nước con cá nhỏ năm màu kia lập tức bơi tới nó chậm rãi hút ngón tay của bà hút đến mức không còn một tí huyết sắc mà bích châu bà bà lại chỉ than thở đúng là một đứa trẻ tốt cũng không biết câu này là để chỉ con cá năm màu này hay là để chỉ trúc bích quỳnh thái hư huyễn cảnh trong đình tỉnh hà trọng huyền thắng nhẹ nhàng xóa tráng bà ta vẫn nói như thế đúng vậy thương vọng than thở trong khoảng thời gian này, hắn vẫn duy trì liên hệ qua thư thường xuyên với Trọng Huyền Thắng, thỉnh thoảng chỉ bằng thư thì không thể nói rõ ràng, cho nên mới phải tốn sức gặp mặt ở Đình Tinh Hà. Sau chuyến đi đến một tù hải không lâu, Bích Châu bà bà đã đưa ra cách để cứu Trúc Bích Quỳnh. Bà ta tỏ ý rằng sẽ đề xuất trong lúc diễn ra hải tế, sẽ thỉnh cầu tông môn khoan dung. Nhưng sức một mình bà ta cũng không đủ để ảnh hưởng đến hải tế. Vì thế cần có những người khác hưởng ứng. Bản thân Bích Châu bà bà sẽ huy động nhân mạch, thỉnh cầu đồng minh giúp đỡ, đồng thời hy vọng phía Khương Vọng cũng ra sức hết mình. Việc chủ trì sẽ do trưởng lão thuyết khách Hải Kinh Bình của Điếu Hải Lâu đảm nhiệm. Sự kiện hải tế ở Đài Thiên Nhai lần này, nhìn bề ngoài thì là do đệ nhất trưởng lão của Điếu Hải Lâu, Sùng quan Chân Nhân chủ trì. Nhưng thực ra, các công việc liên quan đến hải tế đều do bốn trưởng lão thực quyền phụ trách. Trong đó có một người là trung vị trưởng lão, Ba người còn lại là hạ vị trưởng lão. Hải Kinh Bình là vị trưởng lão trung vị duy nhất trong đó, chính là một cường giả thần lâm. Thú vị, trong khoảng thời gian này, Trọng Huyền Thắng đã nắm bắt được khá rõ về tình hình của quần đảo ven biển, cho nên hỏi: "Huynh còn nhớ vị đệ tử chân truyền của Điếu Hải lâu mà từng tranh giành tình nhân với Hứa Tráng Cao không?" "Đương nhiên là nhớ rồi, mới có mấy ngày thôi mà." Khương Vọng nói, hắn tên là Dương Liễu, mùi son phấn hơi nồng nhưng bây giờ xem xét lại thì cũng không phải người xấu. Sư phụ của Dương Liễu chính là Hải Kinh Bình. Trọng Huyền Thắng cảm thán. Từ đã. Khương Vọng cao mày, cái vị Hải Kinh Bình này không có quan hệ gì với Hải Tông Minh đấy chứ. Chỉ là cùng họ mà thôi, không có giao du gì. Dù lão thái bà kia có muốn chôn huynh, thì cũng sẽ không đào một cái hố lộ liễu như thế. Chẳng qua. Trọng Huyền Thắng nói tiếp, điều này chứng tỏ bà ta biết rõ hành tung của huynh, biết rõ huynh từng gặp dương liễu rồi đồng thời bà ta cũng suy đoán được sơ sơ về năng lực tình báo của trọng huyền gia ta ở trên biển giọng điệu của hắn ta mang theo sự tự dễu cũng không đánh giá quá cao bởi vì loại tình báo như là quan hệ của hải kinh bình và dương liễu hay thậm chí là hải tông minh thì không quá khó để có được chỉ cần thế lực đó cắm rễ ở trên biển thì đơn giản và đương nhiên đảo vô đông cũng không ngoại lệ nhưng để tìm hiểu những tin tức bí ẩn hơn trong nội bộ điếu hải lâu thì trọng huyền gia cũng bó tay bất lực lúc đầu ta cũng không giấu giếm gì nhiều khương vọng nói cũng may huynh còn có khương vô ưu trọng huyền thắng chậm rãi nói ta đã nói chuyện với bên hoa anh cung chủ và đã lấy được tin tức từ phía nàng ta vốn dĩ bích châu bà bà cũng có cơ hội được phụ trách các công việc cụ thể trong hải tế lần này nhưng bà ta đã từ chối lý do là vì để tránh hiềm nghi trăng cơ của khương vô ưu là phía quân đội bản thân vừa ra biển đã đi thẳng đến đảo quyết minh tất nhiên sẽ có một ít thế lực ở trên biển thậm chí có thể có được tình báo nội bộ của điếu hải lâu những quyết sách của các trưởng lão thực quyền như bích châu bà bà không phải là thứ nguồn tình báo bình thường có thể tuồn ra được đền cùng thì bích châu bà bà muốn làm cái gì thế khương vọng hỏi trọng huyền thắng đáp lời chuyện quan trọng nhất không phải là bà ta muốn làm cái gì mà quan trọng nhất chính là Huynh còn ôm ấp kỳ vọng với bà ta sao? Trúc Bích Quỳnh tin tưởng bà ta như vậy, rồi lại bị bà ta làm hại mà thân hãm ngục tù, trong lòng lại nghĩ có lỗi với bà ta. Ta không thể không nghĩ rằng phải chẳng bà ta thật ra là một vị sư phụ tốt, thật ra là chúng ta hiểu lầm bà ta thôi. Khương Vọng nói xong thì cục mắt nhìn xuống, ta thừa nhân. Khi ở trên quần đảo ven biển càng lâu, thì ta càng biết được điếu hải lâu khủng bố cỡ nào, càng biết được chuyện mà ta muốn làm bất khả thi cỡ nào chỉ một thân một mình ta thì cũng tạm được nhưng hiện tại còn kéo theo cả các người ta rất lo sợ sẽ liên lụy đến mọi người ta lại không kìm lòng được mà yếu đuối ảo tưởng ảo tưởng nội bộ điếu hải lâu sẽ nhượng bộ một chút trước đây chờ bà ta thì được nhưng không có nghĩa cứ mãi đợi bà ta là tốt lão thái bà kia cũng tự biết suy tính xem là một vị sư phụ tốt quan trọng hơn hay bôn ba vì tiền đồ của chính mình quan trọng hơn trọng huyền thắng không phán xét về cái ảo tưởng mà khương vọng nói chỉ khẳng định lại bản chất của cái vấn đề liên quan tới bích châu bà bà này rồi nói chúng ta là nguồn trợ lực của huynh không phải gánh nặng của huynh nếu như lưu lạc tới trình độ cần huynh lo lắng thì có phải ta và khương vô ưu quá thất bại rồi hay không trọng huyền gia của ta một nhà có hai hậu gia đời đời hiển quý hiện tại ta đã thừa kế thuận vị địa vị cao hơn trọng huyền tuân khương vô ưu lại còn là hoa anh cung chủ Tương lai có thể nắm giữ quyền thế lớn mạnh nhất trên thế giới này. Huynh dựa vào đâu mà cảm thấy chúng ta có thể bị huynh liên lụy? Hắn ta chăm chú nhìn Khương Vọng, còn ra vẻ khá tức giận. Huynh nên lo cho bản thân mình đi. Cùng lắm thì ta và Khương Vô Ưu cũng chỉ phải lui vài bước trên con đường tranh quyền mà thôi, còn Khương Thanh Dương huynh. Nếu như huynh rơi vào cục diện xấu nhất nhất thì đó chính là cái chết. Thạch Môn Lý thị hùng mạnh không? đảo băng hoàng cũng là một thế lực cắm rễ ở hải ngoại năng lực của lý long xuyên đạt yêu cầu không vạch trần âm mưu nhiều năm của quân đảo ven biển cũng dựa vào việc này mà mở rộng lực ảnh hưởng của đảo băng hoàng đến trình độ lớn nhất nhưng mà trần trị đào chỉ đi ngang qua tiện tay ra một đạo mệnh lệnh là đã khiến cho sức ảnh hưởng của đảo băng hoàng tan rã hơn nữa cũng không phải do năng lực của y mạnh hơn lý long xuyên mà quyền thế ở quần đảo ven biển mà y được Điếu Hải lâu giao cho mạnh hơn Lý Long Xuyên rất nhiều. Trần Trị Đào thần lâm cảnh cũng chỉ là đệ tử thế hệ trẻ tuổi của Điếu Hải lâu mà thôi. Công pháp của Ngũ Tiên môn huyền bí sao? Có năm vị cường giả ngoại lâu, còn có Hải thú trấn tông, cũng không tính là yếu. Nhưng lại bị Bích Châu bà bà điều khiển trong tay. Mà Bích Châu bà bà chỉ là một trong 24 vị trưởng lão thực quyền, thân cũng chỉ được xếp vào nhóm trưởng lão hạ vị mà thôi. Mặc dù bà có thể thao túng Ngũ Tiên môn, nhưng cũng không phải dựa vào thực lực của bản thân, mà là dựa vào cái thân phận trưởng lão thực quyền của Điếu Hải lâu mà thôi. Khương Vọng đi một đường đến đây, vừa dụng tâm lại nghiêm túc, nhưng có thể biết được bao nhiêu chứ? Chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Nhưng mới chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà đã to như vậy rồi. Quả thật hắn đã quyết ý muốn cứu Trúc Bích Quỳnh, thì dù có muôn vàng khó khăn cũng sẽ không chùn bước nhưng hắn vẫn sẽ lo lắng thấp thỏm sợ sẽ liên lụy cho bằng hữu những điều này đều là những cảm xúc hết sức bình thường dù khương vọng có tâm kiên định như nào đi chăng nữa thì cũng không thể hoàn toàn ngoại lệ nhưng ở trong mắt trọng huyền thắng thì chuyện này không thể tha thứ bởi vì hắn ta biết rõ đây là chuyện khó đến mức nào hắn ta còn biết chuyện này sẽ hiểm trở từ lâu rồi dưới góc nhìn của trọng huyền thắng khương vọng có quyết tâm nhưng không có giác ngộ nếu như Huynh còn nghĩ những chuyện Linh ta linh tinh như này, thì Huynh không cần cứu Trúc Bích Quỳnh nữa. Trọng huyền thắng gần như muốn ghim vào trong mắt của Khương Vọng, rất ít khi hắn ta lại nghiêm túc như thế với Khương Vọng. Ta không phải đang nói đùa với Huynh, Khương Vọng, ta thật lòng nhắc nhở Huynh đấy. Vọng, ta thật lòng nhắc nhở Huynh đấy. Khương Vọng im lặng một lát, được. Ta biết rồi. Hắn cũng nghiêm túc nói, ta nhận ra ta có cố gắng đến mấy nhưng lại chỉ nhận lấy thất bại từ giờ trở đi, ta nhận ra ta cũng có thể sẽ liên lụy đến mọi người, khiến toàn bộ thế lực trên biển của huynh và khương vô ưu trở về con số không. Trọng huyền thắng lẳng lặng nhìn hắn một lúc, khi xác định sự quyết tâm của hắn không hề phù phiếm thì duỗi bàn tay mập mạp ra và nắm lấy tay hắn, chúc mừng huynh khương vọng. Hiện tại ta mới có thể nói, bằng hữu của huynh có hy vọng được cứu. Sau khi khiêm tốn tiếp nhận phê bình, khương vọng lại càng khiêm tốn hơn, vậy hiện tại ta phải làm sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn tin tưởng trí tuệ của Trọng Huyền thắng hơn là suy nghĩ của bản thân mình. Làm theo lời lão thái bà kia, nhưng không làm theo tất tần tật. Trọng Huyền thắng nói chắc nịch, trước tiên phải lôi kéo làm quen với Dương Liễu, nghĩ cách móc nối được với đường dây Hải Kinh Bình này. Chuyện này không thành vấn đề. Ngoài ra, Khương Vọng nói tiếp, ta có tuyến đường riêng của mình, có thể lấy được một ít tin tức từ điền gia. Có lẽ cũng sẽ giúp ích cho chuyện này trọng huyền thắng nhìn hắn một lúc lâu xem ra hành trình thất tinh cốc của huynh còn phong phú hơn so với tưởng tượng của ta nhưng hắn ta cũng không nghiên cứu kỹ xem cái tuyến đường mà khương vọng nói là như nào dù cho biết rõ bây giờ mà hắn ta hỏi thì khương vọng chắc chắn sẽ nói người lớn lên trong sự lạnh nhạt như trọng huyền thắng cực kỳ trân trọng tình hữu nghị với khương vọng điều này thể hiện ở rất nhiều mặt cuối cùng hắn ta chỉ nói tin tức nào có đủ giá trị thì thông báo cho ta chỉ có huynh mới có thể đưa ra phán đoán xem tin tức gì là có giá trị đương nhiên rồi thương vọng trả lời hai người kết thúc cuộc nói chuyện lần này sau đó từng người lần lượt ra khỏi đình tinh hà dù hiện tại vẫn chưa nắm chắc chuyện nghĩ cách cứu Trúc bích quỳnh nhưng có vẻ như ý chí đã kiên định hơn một chút thái hư huyễn cảnh thực sự rất đỉnh nếu như không suy xét đến thế lực sau lưng thái hư huyễn cảnh không suy xét đến tính giữ bí mật tin tức mà chỉ xét đến góc độ nói chuyện thì nó đã thắng bất kỳ bí thuật hay dụng cụ quý hiếm nào mà khương vọng biết ví dụ như những việc mà khương vọng làm sau khi ra khỏi thái hư huyễn cảnh vậy chỉ thấy hắn đang ngưng tụ hơi nước để nước sạch bao phủ chậu đồng ở trong phòng sau đó đánh một đạo ấn quyết lên đó rồi lại lấy ngón trỏ làm bút nhẹ nhàng lướt một đường theo phương ngang ở trên nước môn bí thuật này được truyền lại từ đại trạch điền thị tên là kính tâm hồ nghĩa như tên chính là cho tâm hồ của thụ thuật giả chiếu vào trong nước. Tin tức mà thi thuật giả truyền vào trong nước cũng sẽ in vào trong tâm hồ của thụ thuật giả. Trong vòng chu vi trăm dặm, loại cảm ứng này sẽ không biến mất. Điền thường cũng không cung cấp phương thức liên lạc với khoảng cách xa hơn, hoặc là gã không muốn làm vậy. Tiền đề để thực thi thuật, kính tâm hồ là thụ thuật giả cho phép chiếu tâm hồ. Mà thụ thuật giả của cái bí thuật này tất nhiên là điền hòa, Người bị điền thường chỉ định sẽ thực hiện nhiệm vụ trao đổi tin tức với Khương Vọng, bởi vì bản thân điền thường còn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, không thể biến mất quá nhiều lần. Nếu không thì sẽ khiến cho điền an bình nghi ngờ. Đương nhiên Khương Vọng cũng không khẳng định lời này là thật hay giả, chỉ là điền thường đơn phương nói vậy mà thôi. Bọn họ có nền móng hợp tác, song song cũng không thể nào tránh khỏi nghi ngờ. Sau khi hoàn thành bí thuật, kính tâm hồ, Khương Vọng cũng không phải chờ đợi quá lâu. Có lẽ là bởi vì người của Điền Gia vẫn còn trên hoài đảo. Lần này Khương Vọng đã ngồi yên vị ở trước bàn, rồi tự pha cho mình một ấm trà. Hắn chỉ uống hai ngụm trà, thì nam nhân trung niên với khuôn mặt chất phát quen thuộc đã trực tiếp đẩy cửa đi vào, rồi rất tự nhiên mà trở tay cài cửa lại. Có vẻ như cuộc sống trong thất tâm cốc không hề khiến Điền Hòa thay đổi chút nào. Xem ra ông ta vẫn chất phát và giản dị như vậy, giống như một người hiền lành không có tí tính nguy hiểm nào. Khương Vọng liếc mắt nhìn cửa sổ đang mở rồi lại nhìn Điền Hòa. Ta cho rằng cách ông đến sẽ bí mật một chút. Càng là chuyện bình thường, thì sẽ càng không bị chú ý. Đây là kinh nghiệm mà ta có được qua một ít năm tháng sống tạm bợ. Điền Hòa đi tới trước mặt Khương Vọng, rất bình tĩnh nói rằng. Ngài có dặn dò gì sao? Có ít đấy nhỉ, Khương Vọng gật gù rồi hỏi ngược lại. Ta nói Điền thường phải báo với ta khi có tin tức, mà sao mấy ngày nay gã không có lấy một chút phản ứng nào là sao? hay là quên mất rồi là có tin tức quan trọng thì sẽ báo cho ngài điền hòa sửa lại lời khương vọng một cách chân thành ông ta nhấn mạnh hai chữ quan trọng rất nặng khương vọng nghe vậy thì cười có vẻ như hiện tại điền thường rất tín nhiệm ông có gì cũng nói cho ông biết hết điền hòa lại lắc đầu điền thường không tin tưởng bất cứ ai hết ông ta giải thích chỉ là cái giá mà ta phải trả khi phản bội hắn quá lớn cho nên hắn mới giao cho ta một ít việc khá quan trọng mà thôi còn việc tại sao ông ta phản bội điền thường thì sẽ phải trả một cái giá lớn thì không cần phải giải thích với khương vọng bởi vì khương vọng hoàn toàn biết nội tình như nào nếu nói tới tín nhiệm ông cảm thấy điền an bình tín nhiệm điền thường không vì sao lại tín nhiệm điền thường khương vọng hỏi tiếp điền thường đã nói qua về suy nghĩ của hắn nhưng ta muốn nghe một ít ý kiến của ông so sánh điền thường và điền hòa Nhìn từ bề ngoài cho đến tính cách thậm chí là phong cách làm việc đều là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng xét theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ lại là cùng một loại người. Điền An Bình không cần sự trung thành của Điền Thường, chỉ cần Điền Thường nghe lời là được. Mà trước khi có được năng lực giết chết Điền An Bình, thì Điền Thường trước sau vẫn sẽ là con chó săn trung thành nhất của Điền An Bình. Điền Hòa nói tiếp, để chứng minh cho điều này, Điền Thường đã giết chết đứa cháu duy nhất của Điền Hoáng Chương. Đương nhiên hành động của hắn ta rất gọn gàng. Ngoại trừ Điền An Bình và ta ra thì không có ai biết hết. Khương Vọng cũng có ấn tượng với cái tên Điền Hoáng Chương này. Người kia chính là gia lão Điền Gia lần trước trấn thủ thất tinh cốc. Bản thân Điền thường sẽ không tự nói tin tức này cho Khương Vọng biết. Hắn ta chỉ thể hiện một phần giá trị nhất định để Khương Vọng không lật tung bàn cờ là được. Hắn ta cho rằng dù có bỏ ra thêm một phần thì để là lãng phí. Còn Điền Hòa không bắt buộc phải nói, nhưng vẫn chủ động nói ra. Ông ta nghe truyện trên TV audio CV cũng đang dùng cách của mình để thể hiện ra trị của bản thân đối với Khương Vọng. Đại Trạch Điền Thị thực sự là một nơi chuyên sản xuất ra kẻ điên, Khương Vọng thầm nghĩ như vậy. Từ lời nói của Điền Thường và Điền Hòa thì có thể chép lại tạo nên một khía cạnh điên rồ lại ác nghiệt của Điền An Bình. Hình tượng về một kẻ điên trong một thiên kiêu từ lời nói và cảm nhận của người khác nay đã dần hiện rõ ở trong lòng Khương Vọng. Điều này làm cho Khương Vọng càng hiếu kỳ với chuyện mà Điền An Bình muốn làm ở quần đảo ven biển. Cái tên Thiên Kiêu này hợp tác với Khánh Hy, sắp đặt gì đó ở hải ngoại. Đến cùng là muốn làm gì? Nhưng hắn biết, dựa vào thủ đoạn của Điền An Bình thì hắn có hỏi ai cũng sẽ không có đáp án. Chỉ có thể tự mình đi tìm kiếm, tự mình khám phá mà thôi. Mà có thể kết quả sau cùng cũng không mấy tốt đẹp điền an bình cũng sẽ không quan tâm hắn có phải là thanh bài tứ phẩm của tề quốc hay không trên thân có tước vị hay không hiểu biết của điền gia của ngươi về quần đảo ven biển có đủ thấu đáo chưa còn phải xem là phương diện nào điền hòa trả lời không sai khương vọng thỏa mãn gật gù xem ra từ lúc di theo điền thường ông cũng gặt hái được địa vị cao hơn rồi điền hòa nói mờ mịt hơn so với tưởng tượng của ngài Xem ra ông ta rất không hài lòng đối với tình trạng hiện tại, cũng không mong muốn cứ mãi dựa vào điền thường. Nhưng cũng có thể là ông ta cố ý biểu hiện như thế. Hiện tại Khương Vọng không muốn phỏng đoán qua lại với kiểu người bụng dạ thâm sâu như này, hắn không có quá nhiều tinh lực để có thể phân tâm, cho nên trực tiếp nêu ra nhu cầu của bản thân, ông hiểu rõ về Bích Châu bà bà không? Là trưởng lão thực vụ của Điếu Hải Lâu. Chắc là xếp thứ 8 cho đến thứ 10 trong số 12 vị trưởng lão thực vụ. Điền Hòa nghe xong lập tức nói, hiển nhiên hoàn toàn nắm rõ rất nhiều tình báo của Điền gia ở quần đảo ven biển, đồng thời cũng nghiêm túc tiếp thu, bà ta ở sau lưng chống đỡ cho Ngũ Tiên môn, đồng thời cũng là người hệ cô Hoài Tím, trưởng lão thứ hai của Điếu Hải lâu. 24 vị trưởng lão thực quyền của Điếu Hải lâu thường được ngoại giới chia thành 4 vị trưởng lão thượng vị, 8 vị trưởng lão trung vị, 12 vị trưởng lão hạ vị. Nhưng vì là trưởng lão cao cao tại thượng của Điếu Hải lâu, nên chắc chắn bọn họ sẽ không dùng danh xưng như vậy mà gọi là trưởng lão tịnh hải trưởng lão hộ tông trưởng lão thực vụ từ tên của chức vụ cũng có thể thấy được giá trị hệ thống của họ ở trong điếu hải lâu tịnh hải là việc quan trọng nhất thứ nhì là tông môn truyền thừa và cuối cùng mới là tông môn thực vụ chí ít thì bề ngoài là như vậy những tin tức mà điền hòa nói thì khương vọng cũng biết nhưng là thông qua tình báo của khương vô ưu mới biết được bởi vậy có thể nhận xét rằng sự hiểu biết của điền gia về điếu Hải Lâu đã vượt qua trọng huyền gia Bởi vì bọn họ vốn tập trung nhiều thời gian và lực lượng ở trên biển hơn so với trọng huyền gia Bốn vị trưởng lão tịnh hải của điếu Hải Lâu đều đặt tu vi động chân Bích châu bà ý lại vào cô hoài tính chân nhân, thảo nào mà tràn đầy tự tin như thế Còn hải tông minh thì sao? Thương vọng hỏi Là trưởng lão thực vụ đã chết của điếu Hải Lâu vốn dĩ đứng hàng thứ 10 đến 12 hai trong số các trưởng lão thực vụ. Điền Hòa tiếp tục nói mà không cần nghĩ ngợi, lão hẳn là người thuộc hệ Tần Trinh, trưởng lão thứ hai của Điếu Hải Lâu. Không giống với thứ tự nghiêm cẩn bên phía trưởng lão Tịnh Hải. Trưởng lão Hộ Tông và trưởng lão thực vụ không có bản xếp hạng cụ thể, cơ bản tất cả đều quản lý một đống chuyện. Ít nhất trên danh nghĩa địa vị của của họ ở trong tông không được phân rõ tuần tự trước sau. Xếp hạng mà Điền Hòa nói tới, chỉ là phán đoán dựa trên những thông tin về thực lực và sức ảnh hưởng của họ do Điền Gia tổng hợp khắp nơi, cũng không hoàn toàn chính xác. Vì thế xếp hạng hơi không ổn định. Chỉ có trưởng lão tịnh hải là có xếp hạng chính xác, xếp hạng quyết định quyền lực của bọn họ ở trong tông môn to nhỏ thế nào. Khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xếp hạng cũng cơ bản quyết định thứ tự tiếp trưởng tông môn của bọn họ. Đương nhiên tất cả trưởng lão đều phải tuân theo sự lãnh đạo của điếu hải lâu chủ. Chỉ có điếu hải lâu chủ mới là người có quyền lực cao nhất ở trên quần đảo ven biển rộng lớn này. Khương Vọng nói tiếp, ông cũng có thể kể cho tôi nghe một chút về Hải Kinh Bình. Người này là trưởng lão hộ tông của Điếu Hải Lâu, chắc chắn nắm giữ một trong ba vị trí đầu trong số tám trưởng lão hộ tông. Làm việc khiêm tốn, nhưng lại là nhân vật lợi hại. Ông ta là người thuộc hệ nào? Điền Hòa lắc đầu một cái, cái này thì không rõ đạt đến vị trí như hải kinh bình thì đã không cần dựa vào bất kỳ ai nữa rồi thưởng thường chỉ có những người thân cận nhất mới biết ông ta hợp tác với ai lại bất hòa cả ngoài mặt lẫn trong lòng với ai những người ngoài như chúng ta rất khó biết được điền thường đã kiếm sống ở trên biển từ trước đây rất lâu nhưng điền hòa lần này mới ra biển vì là thân tính của điền thường công tử dù cho có sự giúp đỡ của điền thường dù cho tình báo của điền gia hoàn toàn bày rõ trước mắt ông ta thì sự hiểu biết của ông ta đối với những tin tình báo này cũng quá sâu sắc rồi. Từ đó có thể thấy được ông ta đã tốn bao nhiêu công sức. Chỉ cần ông ta tình nguyện, thì với thái độ chân thật này cũng đủ để ông ta có thể bộc lộ hết tài năng ở bất kỳ nơi nào. Khương Vọng cảm thấy rất khó hiểu, vì sao ông ta cứ luôn khiêm tốn, kiềm chế, ngầm chịu đựng lâu như vậy? Là ở điền gia không có cơ hội cho nhân tài ra mặt sao? Sao có thể như thế được? Áp chế thiên tài là chuyện mà tiểu môn tiểu hộ như Phương gia ở Thành Phong Lâm mới làm. Bởi vì nguồn tài nguyên của bọn họ khan hiếm, cho cái này thì tất phải bất cái kia, thực ra vào một số thời điểm cũng là không có lựa chọn khác. Nhưng bất luận là danh môn đỉnh cấp thì đều không làm chuyện ngu ngốc như áp chế thiên tài. Điền thường là vì mưa hải gia lão cướp đoạt danh đao triều tính, cho nên mới khiêm tốn ngầm chịu đựng, không dám khoe mẽ vì sợ bị bại lộ chuyện xấu. Nhưng Điền Hòa thì là vì nguyên nhân gì? Sau lưng ông ta có chuyện xưa gì sao? Dù trong lòng Khương Vọng còn có nghi ngờ, nhưng ngoài mặt chỉ hỏi, "Vậy ông biết về Dương Liễu không?" Điền Hòa trực tiếp lắc đầu, trong tình báo của Điền gia không có người này. "Giúp ta thăm dò người này đi." Khương Vọng nói không chút khách khí. "Không thành vấn đẻ. Thế nhưng nếu như ngài muốn nhắm vào người này để làm chuyện gì đó, thì sẽ rất dễ bại lộ quan hệ giữa ngài và Điền Thường." Đối với ngài mà nói thì cũng không có lợi giá trị của điền thường không chỉ có như vậy, điền hòa nhắc nhở. Khương vọng chỉ nói, cứ làm theo lời ta là được. Được, điền hoa giống như một lão thần trung thành tuyệt đối, không khuyên được quân chủ nên chỉ có thể nghe lệnh, ta sẽ báo lại tin tức cho ngài sớm. Ông ta trực tiếp kéo cửa ra khỏi phòng giống như lúc đến. Nếu như không cân nhắc đến nhân tố trung thành, thì đây thực sự là một thuộc hạ rất đáng để trọng dụng. Khương Vọng chỉ muốn tạo muốn quan hệ với Dương Liễu theo lời Bích Châu bà bà, từ đó móc nối được với Hải Kinh Bình, cố gắng để Hải Kinh Bình giúp đỡ thả Trúc Bích Quỳnh. Hắn cũng không định làm gì Dương Liễu, nhưng hắn không muốn giải thích với Điền Hòa. Bởi vì người như Điền Hòa rất đáng sợ, biết càng nhiều thì càng đáng sợ. Hiện tại, Khương Vọng có thể áp chế ông ta cũng chỉ là vì đúng dịp gặp may nên mới biết được bí mật của ông ta mà thôi. Thực ra đối với Điền Thường cũng là như thế. Thành thật mà nói, hắn càng muốn tiếp xúc với loại người như Dương Liễu. Dù cho hắn không thích dáng vẻ tô son điểm phấn kia của Dương Liễu, hắn cũng không thể hiểu rõ Dương Liễu. Nhưng dù sao một người có thể bị tình cảm làm cho choáng váng thì vẫn dễ ứng phó hơn so với người có bụng dạ sâu không lường được như Điền Hòa. Tình huống hiện tại chính là hai tay hắn đang nắm chặt bảy tấc của hai con rắn độc. Hắn có thể bóp chết bọn họ bất cứ lúc nào, đây chính là điều giúp hắn có thể điều khiển hai người này. Nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp giết chết hai con rắn độc này mà là muộn lợi dụng họ làm việc cho mình. Nhưng vậy cũng có nghĩa, hắn phải chấp nhận chuyện luôn trong tình trạng nguy hiểm, có thể sẽ bị cắn trả lại bất cứ lúc nào. Vì thế khi đối mặt với Điền Thường và Điền Hoa, trước sau như một khương vọng luôn muốn làm một chuyện, đó chính là bảo vệ chỗ yếu của bản thân. Hắn không muốn thử thách tính người, đặc biệt sẽ không thử thách tính người của Điền Thường và Điền Hòa. Dương Liễu đã về tới Hoài Đảo, nhưng cũng không phải là vì hoạt động hải tế đang đến gần bởi vì mấy ngày về lại Hoài đảo này ngày nào y cũng uống đến say mềm không tham dự vào chuyện gì khác Khương Vọng đoán ra kết quả một cách dễ dàng là Dương Liễu đã bị loại trong quá trình theo đuổi chiếu vô nhang dựa theo tin tức điện hòa cung cấp Dương Liễu thích quần áo đẹp thích rượu ngon và cũng rất chú ý dáng vẻ xét về mặt tu hành y cũng coi là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Hải Kinh Bình tình cảm với Hải Kinh Bình cũng rất tốt Bích Châu bà bà để lại cách liên lạc với Hải Kinh Bình cho Khương Vọng cũng không phải không có lý, nếu như lúc trước Khương Vọng thật sự kết bạn vui vậy với Dương Liễu ở đảo Tiểu Nguyệt Nha. Nhưng trên thực tế, bởi vì hứa tượng càng, Dương Liễu có thể hòa nhã với Khương Vọng mới là lạ. Có điều Khương Vọng đã chuẩn bị sẵn tinh thần mặt nóng dáng mông lạnh rồi, nếu như có thể cứu Trúc Bích Quỳnh, chịu chút thiệt thòi cũng chẳng sao. Trên đảo Nguyệt Nha, chỗ khách trụ thường đi nhất, chắc hẳn là bãi đá ngầm thanh ngao, nơi này được gọi như vậy vì có một cục đá khổng lồ hình con ngao. Mà Thanh Bình Nhạc là tử lâu tốt nhất trên bãi đá ngầm thanh ngao. Trước khi tới Thanh Bình Nhạc, Khương Vọng dùng 300 viên đạo nguyên mua một vò thiên nhai khổ. Loại rượu này không phải hạng thường, nghe nói là loại rượu tổ sư điếu hải lâu điếu long khách thích uống nhất hồi trước, hàng năm chỉ sản xuất 10 vò mà thôi. Khương Vọng còn phải nhờ Bích Châu bà bà giúp mới mua được, hắn hoàn toàn có thể dùng cách khác, nhưng chính việc nhờ vả này cũng là một cách báo cáo cho Bích Châu bà bà. Người tự mang rượu đi vào tửu lâu bình thường không sẽ được hoan nghênh, nhưng chỉ cần đưa bạc đủ nhiều thì cũng chả phải vấn đề gì cả. Tay trái nữa ôm vào rượu, Khương Vọng không mời tự vào, xông vào nhã gian của Dương Liễu. Lúc đó Dương Liễu đang một mình uống rượu bên cửa sổ, mặt mày nhún vẻ cô đơn. Đột nhiên nghe thấy có động tĩnh, lông mày y cao lại muốn tức giận. Thấy là Khương Vọng tới, bèn đè lửa giận xuống một chút, nhưng giọng điệu vẫn không chào đón gì, không hỏi mà lấy là trộm, không mời mà vào là cướp. Quân biết hay không? Khương Vọng vừa nghe lời này thì biết mình bị giận chó đánh mèo vì hứa tượng càng, nếu không thì dương liễu đâu cần phải ra vẻ nho nhã như vậy. Rõ ràng là đang nhầm vào người đọc sách. Nhưng người đọc sách chưa chắc ai cũng thơm hương mực, có bạn bè vô liêm sĩ thì lại khó khánh khỏi việc học theo. Khương Vọng chẳng những không buồn bực, ngược lại còn cười. Liễu Huynh đừng như thế, ta đến cửa chào hỏi, một không trộm, hai không cướp, sao gọi là kẻ cướp được. Chớ quên, lúc ở Tam Vị Trang, ta còn từng mời ngươi ăn hải sản đó. Lời này cũng mệt hắn không biết xấu hổ mà mở miệng. Lúc ấy nếu không phải Dương Liễu cuốn quyết năng nỉ, bỏ tiền đặt bao hết, sao y lại được vào bàn cơ chứ? Có điều lúc ấy y đã cuốn quyết năng nỉ để được ngồi, thì bây giờ cũng không có cách nào từ chối Khương Vọng. Y chỉ buồn bực, ấp úng nói ta họ dương dương liễu huynh ngươi hiểu lầm rồi khương vọng gấp gáp bổ sung ta gọi ngươi là liễu huynh là cố ý gọi tên để tỏ vẻ thân thiết tựa như ta gọi hứa tượng càng là tượng càng huynh vậy đó ngươi còn dám nhắc tới hứa tượng càng dương liễu vỗ bàn cả giận nói ngươi tới làm nhục ta phải không đi theo tới tận hoài đảo để làm nhục ta à hiểu lầm hiểu lầm rồi khương vọng đi vài bước đến trước bàn khẩn nói liễu dương liễu huynh ta rời khỏi đảo tiểu nguyệt nha hơi sớm đã xảy ra chuyện gì sao mà ta biết được cơ chứ dương liễu đại khái cũng hiểu việc mình nổi giận với khương vọng đúng là đánh mất phong độ phẫn nộ dựa vào ghế mạnh miệng nói không có gì khương vọng thuận thế ngồi xuống ngay bên cạnh y làm như là bạn thân thương lắm nói với vẻ quan tâm lời này có lẽ ta không nên hỏi có điều ai ngươi và chiếu cô nương thế nào rồi cũng không có gì dương liễu nhìn ra ngoài cửa sổ cố hết sức để cho giọng nói của mình có về bình tĩnh nàng nói mong ta đừng có đi theo nàng nữa mong ta có cuộc sống của mình sau khi nói xong y còn cười lạnh một tiếng đại khái là để tỏ vẻ mình không để ý chút nào nhưng rõ ràng ánh mắt đã phím lệ rồi thương vọng than nhẹ trong lòng người thanh niên này vẫn còn rất sĩ diện chứ nếu đổi lại cách nói kiểu này hoàn toàn không có tác dụng với hứa tượng càng Hứa Tượng Càng sẽ chỉ trả lời bằng câu nói buồn nôn kiểu như là cuộc sống của của ta chính là nàng, ta nào có bám theo nàng, ta chỉ đang đi theo duyên phận của chúng ta thôi vờ vờ sẽ không bao giờ nhận thua đi mất một mình chán nản như Dương Liễu. Hai vậy thì đúng là đáng tiếc. Mặc Khương Vọng rất là thành thẩn, ta nói thật ta cảm thấy ngươi và chiếu cô nương xứng đôi nhau lắm. So với Hứa Tượng Càng thì sao? Dương Liễu ấp úng hỏi. Hứa Tượng Càng nào mà bằng ngươi được chớ? Khương Vọng nói năng có khí phách, chí thiếu nước chỉ trời thề thốt, ngươi giỏi hơn hắn nhiều. Thật hả? Dương Liễu quay đầu lại, nhìn hắn chằm chặp, ta giỏi ở chỗ nào? Hả? Khương Vọng không nghĩ tới y lại thành thật như vậy, ngẩng người ra mới nói, tóc của ngươi nhiều hơn hắn nhiều. Rõ ràng Dương Liễu lạc lõng hơn nữa, y thở dài một hơi, không có tâm trạng gì có lệ Khương Vọng, nếu ngươi tới trào phúng ta, thì thực chất không cần làm vậy đâu. Trước kia, giữa ta và hứa tượng càng đúng là có chút mâu thuẫn nhưng cũng chỉ vì ý trung nhân ai nấy dùng thủ đoạn của mình mà thôi giờ hứa tượng càng đã thắng các ngươi tội gì còn làm vậy xem ra lần này y đã tổn thương lắm rồi hoàn toàn không còn chút tranh cường háo thắng gì nữa chiếu vô nhang cũng không phải kiểu người làm cho người ta liếc mắt một cái là kinh diễm nhưng lại dịu dàng xâm nhập vào cuộc sống của người khác như gió xuân thành mưa không nói tới những điều khác cả dương liễu hứa tượng càng đều có thể coi là tài tuấn đương thời, nhưng cả hai đều hồn siêu phách lạc vì nàng. Thật ra, nói là hứa tượng càng thắng thì cũng chưa chắc. Chiếu cô nương không phải người dễ động lòng, nàng ta có mục tiêu rất rõ ràng, biết mình muốn gì, ta cảm thấy nàng ta sẽ không dừng lại vì bất kỳ ai. Vào lúc chiếu vô nhan âm thầm quan sát Khương Vọng, sao Khương Vọng lại không nghiêm túc quan sát nữ nhân khiến hứa tượng càng si mê này cơ chứ? Những điều hắn nói lần này, toàn là lời nói thật bây giờ hứa tượng càng nhiều nhất cũng chỉ xem như không bị chán ghét mà thôi thương vọng phân tích một phen như vậy bất kể đúng sai thế nào ít nhất nhìn từ ngoài mặt thì có vẻ rất có kinh nghiệm có kiến giải rất là sâu sắc nhưng hiển nhiên dương liễu cũng không được an ủi ngược lại mặt của y nhíu hết lại cho nên ta đã bị chán ghét phải không thậm chí giọng nói đã mang theo chút nức nở nếu là y khóc ngay tại chỗ vậy thì thật là đáng sợ Khương Vọng nhanh tay dời vào thiên nhai khổ qua, dùng bàn tay đẩy giấy dán ra. Mùi rượu vấn vương chút cây đắng quấn quanh chóp mũi, dư vị không dứt. Lại đây. Dương Huynh, nếu đã là chuyện quá khứ, thì không cần nói thêm nữa. Chúng ta nếm thử loại rượu ngon này đi. Có một câu là, một say giải ngàn sầu đó mà. Chất rượu trong suốt đổ đây hai cái bát sứ, lúc này Khương Vọng có vẻ vừa dũng cảm lại vừa thân thiết dương liễu cũng không muốn bị chế dẻo bèn dẹp tâm sự đi uống liền ba chén với khương vọng hương vị hơi cay đắng của thiên nhai khổ quét hết mọi sầu bi không biết vì sao mùi rượu cứ xâm nhập vào tận trong đáy lòng càng nhấm nháp lại càng cảm thấy cay đắng nhưng cũng càng muốn nhấm nháp tiếp khương vọng bỗng nhiên hiểu vì sao rượu này tên là thiên nhai khổ đúng là khổ vì phiêu bạt nơi đất khách quê người khổ vì chỉ có một mình nơi thiên nhai trong chính rượu này đã chứa sẵn chữ tình. Hắn tiêu hóa cảm xúc nhàn nhạt đột nhiên dâng lên trong lòng, châm trước mình nên mở miệng thế nào để chuyển đề tài sang hải kinh bình. Nhưng dương liễu bên cạnh, bỗng nhiên gào một tiếng, khóc quà lên. Người tu hành vốn ít khi uống rượu, nhưng mấy ngày nay y lại một lòng mua say, thiên nhai khổ hôm nay lại bất phàm. Tuổi nhỏ, gặp khó khăn trong chuyện tình cảm tất cả ấm ức trong lòng lập tức dâng lên không kịp cản. Ta thật sự rất thích, rất thích nàng ta có thể làm bất kỳ chuyện gì cho nàng, vì sao nàng, vì sao nàng lại lạnh lùng với như vậy? Ta chưa từng thích ai như vậy. Ta vì nàng, vì nàng. Ta không biết nói với ai, bọn họ ai cũng cười ta. Ai cũng lén lút cười ta. Chuyện này có gì buồn cười cơ chứ? Chuyện này xấu hổ biết bao nhiêu. Bản thân ta cũng hiểu. Khương huynh đệ, ngươi có từng thích ai hay không? Cảm giác khi thích một người, hệt như mùi vị của vò rượu này đắng lắm khương huynh chỗ này của ta chỗ này của ta y đấm mạnh vào ngực của mình đánh đến mức phát ra tiếng thật là khó chịu một tu sĩ siêu phàm lại khóc quà vì gặp trắc trở trong chuyện tình cảm cảnh này có thể như rất là vớ vẩn nhưng khương vọng lại không cảm thấy vớ vẩn chưa nếm được cái khổ trong đó chỉ biết đứng bàn quan hiếu kỳ trong mắt người ngoài có lẽ đây chỉ là một thất bại nho nhỏ không đáng nhắc tới nhưng đối với người ở trong tình cảm này thì đây lại là chuyện là long trời lỡ đất là ngày tận thế chuyện này không dính dáng gì đến việc người kia mạnh bao nhiêu chỉ được quyết định bởi người ấy đã bỏ ra bao nhiêu tình cảm có người rất hời hợt trong chuyện tình cảm nhưng có người lại dùng hết tất cả trái tim tu sĩ có mạnh mẽ siêu phàm chừng nào chung quy cũng chỉ là người mà thôi người sống trên đời biết yêu biết hận biết khóc biết cười. Dù có hiểu cho cảm xúc của Dương Liễu cũng không ảnh hưởng đến việc Khương Vọng Nhân cơ hội đến gần y, thừa dịp y uống đến say mềm, nói về những chuyện như dẫn kiến hải kinh bình chẳng hạn. Ngày hôm sau, Khương Vọng được Dương Liễu dẫn dắt cùng đi vào phủ đệ của hải kinh bình, một canh giờ sau mới rời khỏi. Sau này lại tự mình đi bái phỏng hải kinh bình thêm hai lần, lần nào cũng mua hộp chứa đồ mới cả. Đương nhiên, hành động của hắn được hải đảo đang từ từ sôi trào che giấu, không bị quá nhiều người chú ý bởi vì lễ hải tế mỗi năm một lần của quần đảo ven biển đã bắt đầu đài thiên nha danh tiếng lễ lừng tọa lạc ngay tại chính giữa khúc công của đảo huyền nguyệt cũng tức là chỗ đội ra ngoài nhiều nhất của đảo huyền nguyệt là vị trí gần mê giới nhất nơi này đương nhiên là chỗ chủ tế của hải tế lần này cũng là chỗ cao nhất của đảo huyền nguyệt đảo huyền nguyệt đảo nguyệt nha hoài đảo bất kể gọi thế nào nó đều là đảo nhỏ trung tâm của quần đảo ven biển này địa vị như là đô thành của một nước vậy. Vì thế nên Đài Thiên Nhai cũng tương đương với Thái Miếu vậy. Cả Đài Thiên Nhai là một cái đài đá khổng lồ, có diện tích chừng nghìn trường. Mặt phía bên đảo nhỏ này là dốc thoải, còn mặt bên phía biển thì là vách đá. Hình dạng của nó giống sóng biển vốn đang mãnh liệt lao nhanh đến, lại chợt động lại. Giống như một con sóng khổng lồ bị đông cứng lại. Sóng biển không ngừng vọt tới đài thiên nhai, mà đám đông tạo thành từ tu sĩ nhân tộc cũng trào về phía biển lớn, dùng biển người va chạm với biển lớn, trước nay chưa từng lùi bước. Cũng có người nói, đài thiên nhai giống như một bàn tay được nâng lên cao cao ngược hướng, cánh tay là vách đá phẳng vuông góc với mặt biển của hoài đảo. Nó nâng các tu sĩ siêu phàm của quần đảo ven biển lên, mang sức mạnh và dũng khí đến cho bọn họ. Nhưng bất kể nói thế nào, đài thiên nhai cũng là vùng đất thánh không thể thay thế trong lòng hải dân là nơi đại diện cho vinh dự và vĩ đại. Dù cho sát lực của tu sĩ phương Đông Kinh cũng bao nhiêu, dù cho thực lực của tề quốc mạnh bao nhiêu, nơi diễn ra chủ tế hải tế chỉ có thể là Đài Thiên Nhai. Thậm chí nói, chỉ có tiến hành hải tế ở Đài Thiên Nhai mới được xem là hải tế thực sự. Mới được cho rằng thật sự an ủi đến những anh linh đã chết trận. Tuy ban ngày đã có đủ loại hoạt động diễn ra rồi, nhưng đại điển hải tế thật sự lại chính thức bắt đầu vào buổi tối. Khương Vọng tìm Dương Liễu xin lấy một chỉ tiêu, sau lần uống rượu tâm sự kia, bây giờ quan hệ của hai người cũng không tệ lắm, có thể xem như là bạn bè bình thường. Làm đệ tử chân truyền của Điếu Hải lâu, sắp xếp cho Khương Vọng một vị trí trên Đài Thiên Nhai đương nhiên là chuyện rất dễ dàng. Đương nhiên, không thể nào là vị trí tốt được. Bởi vì hôm nay gần như tất cả thế lực có tên có họ trên quần đảo ven biển đều phái người tới Đài Thiên Nhai tham dự đại điển. Đương nhiên không phải là bắt buộc. Dù sao nếu như thực sự có chuyện quan trọng, cũng không thể làm lỡ vì một lần hải tế đại điển được. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, chỉ riêng việc có thể đi lên đài thiên nhai vào ngày mùng 4 tháng 4 này đã là một loại vinh dự rồi, cho nên đa số sẽ không bỏ lỡ lễ tế. Lúc này trên đài thiên nhai, nói một tiếng kính người hết chỗ cũng chưa đủ. Kết quả của việc Khương Vọng cố hết sức khiêm tốn là chỉ có thể chen chúc trong một đống người, trợn mắt nhìn một đống trưởng lão không quen biết gì của các tông môn nhỏ. Vị tiểu huynh đệ này nhìn lạ mặt quá, không biết sống ở đảo nào vậy. Ở, ta đang du lãm thiên hạ, chưa có chỗ ở cố định. Thuận miệng có lệ lời hàng huyên của người ngoài, Khương Vọng yên lặng quan sát tình huống trên đài thiên nhai. Người phụ trách thực vụ của hải tế đại điển lần này là bốn vị trưởng lão của điếu hải lâu, đều đã xuất hiện trên đài thiên nhai. Một đám đệ tử tỉnh Anh được Hải Kinh Bình dẫn đầu, chiêu đãi khách khứa khắp nơi, dương liễu đương nhiên cũng nằm trong đó mà người chủ trì đại điển hải tế trên danh nghĩa, đệ nhất trưởng lão điếu hải lâu, sùng quan chân nhân, lại mãi không thấy xuất hiện. Đại nhân vật bực này, chắc chỉ đợi đến lúc mọi việc thỏa đáng mới xuất hiện. Về mặt khác, Khương Vọng cũng thấy một vài bạn bè, người quen. Như Lý Phượng Nhiêu đại diện cho đảo Băng Hoàng đang yên vị trên vị trí khách quý. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng hấp dẫn vô số ánh mắt, nhưng khí chất cô lãnh lại làm người ta không dám nhìn nhiều. Đương nhiên Lý Long Xuyên cũng ở bên cạnh nàng, thường thường tiến tới gần nói chuyện với Lý Phượng Nghiêu. Chỉ là chưa thấy hứa tượng càng. Khương Vọng dùng ánh mắt tuần ra một vòng, tìm được chiếu vô nhang và tử thư ở chỗ hơi kém một chút, quả nhiên hứa tượng càng cũng chen lách ở bên cạnh. Mà hiển nhiên Yến Phủ bên cạnh hắn ta là bị cưỡng ép kéo tới làm khách. Thật không biết nếu Dương Liễu cũng nhận việc đón khách trùng hợp gặp phải bọn họ, có thể hòa khóc ngay tại chỗ hay không. Tuy có vẻ như hứa tượng càng cũng không có cơ hội gì, nhưng tóm lại cũng hơn dương liễu đã bị loại khỏi đường đua một bậc. Chỗ ngồi của chiếu vô nhan hơi kém, cũng không phải là vì một trong bốn đại thư viện của thiên hạ, thư viện Long Môn không bằng thạch môn lý thị. Mà là sức ảnh hưởng của thư viện Long Môn rất mỏng manh ở trên biển, cũng không có phân viện nào trên đảo. Quần đảo ven biển chỉ xếp số ghế dựa theo thế lực trên biển thôi, nếu không phải vậy thì người chủ trì hải tế đại điển phải là lễ quan tề quốc mới đúng. Thật ra Khương Vọng biết tin tức mấy người bạn của mình tới hoài đảo, có điều cũng không liên lạc với họ. Tựa như giờ phút này, hắn cũng chỉ trốn trong đám người, không để lộ tung tích của mình. Hắn có kế hoạch riêng của mình, cũng có giác ngộ tương ứng, nhưng cũng không định kéo những người khác xuống nước. Ví dụ trọng huyền tính, cũng đại diện cho đảo Vô Đông đến tham dự, xem lễ, đại khái là vì thực lực bản thân, vị trí của gã không kém chiếu vô nhan bao nhiêu. Ngoài ra hắn cũng thấy được điền thường, làm người phụ trách sắp tới của đại trạch điền thị tại quần đảo ven biển vị trí ngồi của gã còn còn gần phía trước hơn cả lý phượng nghiêu đây là sự thể hiện sức mạnh trên biển của điền thị sắc trời dần tối tiếng động dần dần to hơn hoạt động hải tế của quần đảo ven biển có độ quan trọng hệt như tết âm lịch của người trên đất liền hôm nay từng nhà trên đảo huyền nguyệt đều treo đèn lồng ngụ ý lúc ban đầu của tập tục này là vì chiếu sáng đường về nhà cho các anh linh để cho vong hồn của tu sĩ nhân tộc ngã xuống ở mê giới có thể tìm được phương hướng. Năm tháng trôi qua, đến ngày hôm nay, trong lời truyền miệng của các hải dân, hành vi này biến thành chỉ dẫn vong hồn bị lạc trên biển về nhà. Tin tức của hải tộc và mê giới bị che giấu, cũng càng ngày càng thiên về chuyện vui đùa. Vào lúc này, nếu nhìn vào trong đảo từ phía Đài Thiên Nhai có thể thấy ngàn ngọn đèn, vạn ngọn đèn kéo dài khắp cả hoài đảo. Khiến cả đảo Huyền Nguyệt biến thành một phần trăng sáng chiếu rọi mặt biển như ngọc có người nói thiên thượng nguyệt tại dạ không thủy trung nguyệt tại bích hải nhân gian nguyệt tại hoài đảo dịch là trăng của trời nằm trên bầu trời đêm trăng của nước nằm ở bích hải trăng của nhân gian nằm ở hoài đảo mãi đến lúc này hương vọng mới chính thức cảm nhận được cái gọi là trăng của nhân gian không phải đảo nhỏ có hình mặt trăng mà là vô số người sống và phấn đấu trên đảo nhỏ này ánh đèn mọi người thắp lên tụ lại với nhau tạo thành một vầng trăng nơi nhân gian. Vầng trăng này có thể chiếu vào lòng người, có thể ổn định sóng gió, có thể xua đêm dài, có thể an ủi vong linh. Mắt thấy thời gian cũng xem như đến rồi. Giống như có một người bay xuống từ vầng trăng sáng trên trời cao kia. Tay áo vất với, như một vầng sáng xanh, cả người như là nguồn sáng khác ngoại trừ vầng trăng đêm nay. Giống như một ngôi sao rơi xuống nhân gian. Một bước xuất hiện trên cao, một bước nữa đã chạm đến đài thiên nhai lúc này lập tức có đệ tử điếu hải lâu nói sùng quan chân nhân đến ông là tịnh hải trưởng lão xếp số một của điếu hải lâu là người có địa vị chỉ sau lâu chủ điếu hải lâu chỉ thấy người này đứng trước cái ghế to ở chỗ chủ vị kia quay mặt về phía mọi người cũng quay mặt về phía mặt biển mờ mịt bên ngoài đài thiên nhai ông cao chừng tám thước thân hình cao ngất mặt mũi cũng như được ánh sáng mông lung bao phủ không thể nhìn rõ nhưng cực có uy nghi Tất cả mọi người trên đài thiên nhai đứng dậy, bày tỏ tôn trọng. Ông mở hai tay ra, đè xuống, thở dài nói. Ánh trăng như xưa, thời gian qua nhanh. Bất giác. Lại là mùng 4 tháng 4 rồi. Chuyện thế gian vật đổi sao dời, chỉ có những năm tháng miên man trôi theo dòng chảy thời gian. Giọng của sùng quan chân nhân trang chứa cảm xúc bùi ngùi, vậy nhưng cái mà mọi người cảm nhận được nhiều nhất chính là sự cường thế và tính cổ xưa của điếu hải lâu. Suy cho cùng, lại đến mùng 4 tháng 4, vẫn là ở Đài Thiên Nhai, vẫn là Điếu Hải Lâu. Trong khoảng thời gian dài dằn dặc rất nhiều ngôi sao sáng đều lặn mất, rất nhiều tông môn cường thế đều bị chôn vùi. Thế nhưng Điếu Hải Lâu vẫn còn đó. Vẫn đang tiếp tục tồn tại. Đúng vào lúc này, lại có một giọng nói vang vọng, kỳ tướng Tuyên Uy của Dương Cốc đến. Ở Dương Cốc, từ tướng chủ trở xuống có thiết lập ba kỳ, gọi là Tuyên Uy, Hiển Vũ, Trấn Nhung. Kỳ tướng tuyên uy, Dương Phụng chính là người đứng đầu ba kỳ, cũng là chân nhân đương thời duy nhất trong ba kỳ tướng. Xem xét từ bất cứ phương diện nào, thì cũng đều đủ để ngang hàng với sùng quan chân nhân. Chỉ thấy một vị tướng quân mặt giáp bước đến từ trên biển, từng bước từng bước dẫm lên cầu thang vô hình, rồi bước lên đài thiên nhai. Trên người ông ta là một bộ giáp màu vàng, mũ giáp được một vệ binh nâng ở phía sau. Vóc người cũng khá cao to, gần như chính thước, mà lại còn khôi ngô hơn sùng quan chân nhân. Tóc dài được cục chỉnh tề gọn gàng, khuôn mặt hào phóng mà chính trực, mắt sâu mũi cao, rất phù hợp với hình tượng nhân vật anh hùng thường xuất hiện trong các kịch bản. Người kia vừa mới xuất hiện mà đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Toàn bộ đài thiên nhai, nguyên một phía đối diện mê giới được để trống, các khách khứa dự lễ đều ở hai bên. Vị trí tận cùng bên trong đảo tất nhiên là chủ vị khiến người ta có một loại cảm giác quần hùng lãnh tụ của điếu hải lâu trên biển cùng đối diện với nghi thức hải tộc ngược lại với sự đông đúc ở hai bên chỗ chủ vị lại tương đối thoáng chỉ có ba chiếc ghế dựa lớn sùng quan chân nhân đứng ở ghế dựa lớn chính giữa cũng không ngồi xuống bởi vì đó là vị trí của lâu chủ điếu hải lâu cho dù có thể tương lai ông ta sẽ được ngồi vào vị trí đó Hai chiếc ghế dựa lớn còn lại đương nhiên chỉ có thể để lại cho thế lực hai phe, đảo Quyết Minh và Dương Cốc. Trên toàn bộ quần đảo ven biển này, chỉ có hai nhà này mới có thể ngang hàng cùng với điếu hải lâu. Mà Dương Phụng cũng không hề chậm trễ tí nào, ông ta nhanh chân đi đến rồi gật gù với sùng quan chân nhân xem như chào hỏi qua, sau đó vén vạt giáp lên rồi ngồi xuống ghế dựa ở bên trái. Còn vệ binh nâng mũ giáp thì đứng ở phía sau, im lặng như đá ngầm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cứ như là đã bàn bạc với nhau từ trước vậy, khi Dương Phụng vừa ngồi xuống thì lại có một giọng nói tuyên đọc, đảo quyết minh kỳ chân nhân đến. Kỳ tiếu. Đại tướng trấn thủ đảo quyết minh 10 năm nay. Chính là người xuất thân từ kỳ gia, một trong những danh môn đỉnh cấp ở Tây Quốc, nắm giữ hạ thi trong cửu tốt. Điền thường dù đang ngồi ngay ngắn bất động, nhưng trong lòng lại thầm rung lên. Quả nhiên quy cách của đại điển hải tế lần này không như bình thường, Dương Cốc và đảo Quyết Minh đều cửa đến những cường giả là chân nhân đương thời, tất sẽ có chuyện lớn xảy ra. Cũng khó trách các phe tai to mặt lớn đều có hành động. Ánh mắt của ông ta tùy ý đảo qua Khương Vọng ở trong đám người, nhưng cũng chỉ là lướt qua chứ không dừng lại. Chuyện Khương Vọng giết ngược lại Hải Tông Minh đã được điếu hải lâu giữ kín như bưng chuyện ở trên khu vực biển, bởi vì họ sợ bị tổn hại danh tiếng. Nhưng đối với những người có mạng lưới tin tức thông suốt ở trên quần đảo ven biển và Tề Quốc mà nói, thì đây cũng không phải bí mật gì. Dù sao lúc đó Điếu Hải Lâu cũng từng vì chuyện này mà có một phen tranh chấp với Tề Quốc. Tất nhiên các thành viên quan trọng của Điếu Hải Lâu và cấp cao của Tề Quốc đều biết việc này. Dựa vào sức mạnh của Đại Trạch Điền Thị, đương nhiên cũng không khó để biết. Khương Vọng đã giúp đỡ điều tra dương liễu, sau đó tiếp xúc với dương liễu thậm chí là Hải Kinh Bình điều này mới là thứ khiến gã cả cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc Khương Vọng muốn ra biển làm gì? Cũng giống như việc Khương Vọng tràn đầy sự hiếu kỳ với mưa đồ của Điền An Bình, đối với Điền Thường mà nói, nhân vật như Khương Vọng hạ cờ cũng đã có tư cách khiến người ta phải thay đổi sắc mặt. Có lẽ có rất nhiều người xem thường thiên kiêu thiếu hụt cái gọi là gốc gác như Khương Vọng, nhưng loại người từng tự mình giao đấu với Khương Vọng thì chắc chắn sẽ không xem thường hắn. Mỗi một người có mặt ở đây đều có tâm tư khác nhau nhưng nhân vật như kỳ tiếu thì không cần để ý đến tâm tư của người bên cạnh theo lời tuyên đọc vang lên hai bóng người tung bay mà tới từ xa xa là hai nữ tử nữ tử bên trái chỉ mặc một bộ võ phục gọn gàng trừ một vòng ngọc buộc lại tóc dài thì toàn thân không có thêm một đồ trang sức nào nhưng dù không có trang sức phụ trợ chỉ riêng nàng ta đứng ở nơi đó cũng chính là một cảnh đẹp mắt phượng quét qua tức thấy bảo táp tư thế hiên ngang không tả hết nữ nhi cảnh đẹp nói không nên lời. Ngoại trừ hoa anh cung chủ Khương Vô Ưu thì còn có thể là ai? Vẻ ngoài của nữ tử phía bên phải cũng không xuất sắc, dáng dấp cũng không quá cao, chí ít là không cao bằng Khương Vô Ưu, nhưng khi bà ta chậm rãi đi tới, toàn bộ người trên đài thiên nhai đều hành lễ với bà ta. Nên đón kỳ tiếu chân nhân. Vị thống soái của đội quân hạ thi mặt không cảm xúc mà từ từ đi tới vị trí chủ vị, thậm chí cũng không để ý đến kỳ tướng tuyên uy là Dương Phụng đang chào hỏi với mình, ung dung ngồi xuống ghế dựa lớn bên phải sùng quan chân nhân. Khí thế kia như đang ở trên điển tướng đài quan sát ngàn quân. Kỳ tiếu không hay cười, nhưng một khi cười tức là giết người. Lại nói đến Khương Vô Ưu đi theo bên cạnh kỳ tiếu, nhưng không hề đứng hầu ở phía sau tướng quân giống như vệ binh của Dương Phụng. Mà là quay đầu nhìn về phía sùng quan chân nhân hỏi, trên đài thiên nhai không có chỗ ngồi cho cô sao? tuy giọng điệu của nàng ta không lớn nhưng lại rất rõ ràng lúc trước khi đến chỉ tuyên đọc thân phận của kỳ tiếu cho nên rất nhiều người đều cho rằng nàng ta chỉ là thị vệ hoặc đệ tử của kỳ tiếu mà thôi không hề nghĩ tới giờ phút này nàng ta lại tự báo thân phận hỏi chỗ ngồi từ phía chân nhân giờ phút này đang có ba vị chân nhân đương thời ngồi ở chủ vị mà khương vô ưu lại hỏi tọa dựa vào tu vi của nàng ta thì vẫn còn thiếu nhiều nhưng dựa vào thân phận của nàng ta thì lại dư sức để xem xem phía điếu hải lâu cân nhắc thế nào chưa bày ra mà thôi sùng quan chân nhân bật cười lớn rồi vươn tay ra hư không túng một cái cũng không biết là lấy từ đâu ra được một cái ghế dựa lớn lộng lẫy quý giá y như đúc rồi hạ nó xuống chỗ song song bên cạnh kỳ tiếu xin mời cho dù có là kiểu thiên hoàng quý tộc như hoa anh cung chủ thì cũng rất khó thản nhiên tiếp nhân sự khách khí của chân nhân đương thời sau đó khương vô ưu lập tức đáp lễ làm phiền chân nhân Dứt lời, nàng ta cũng tiêu sái ngồi xuống. Đây là bước thứ nhất, tạo thế. Nàng ta nói muốn vận dụng toàn lực để giúp đỡ Khương Vọng, nên thực sự đã vận dụng toàn lực. Mà kết quả thực hiện, cũng hoàn mỹ hơn so với dự đoán nhiều. Giờ phút này, nàng ta đang ngồi ngang hàng ở khu chủ vị với sùng quan chân nhân, như vậy cũng có nghĩa rằng nàng ta có được quyền lên tiếng ngang như sùng quan chân nhân ở trên đại điển hải tế này. Phần quyền lực này đương nhiên là dựa vào thân phận hoa anh cung chủ cao quý không tả nổi, nhưng nhìn tình hình trước mắt thì phần nhiều là nhờ có kỳ tiếu. Việc kỳ tiếu đi cùng nàng ta chính là một kiểu ủng hộ. Kỳ tiếu là ai cơ chứ? Chính là người xuất thân từ danh môn đỉnh cấp có truyền kỳ không cạn trong giới tướng lĩnh, đông lai kỳ thị. Khi kỳ tiếu còn trẻ đã quyết chí với vị trí gia chủ, cùng tranh chấp vị trí này với đệ đệ ruột của mình, chính là thiên kiêu kỳ vấn. Ở mọi phương diện, hai người khó phân cao thấp nhưng cuối cùng kỳ lão tiên sinh lại lựa chọn truyền vị trí gia chủ cho nhi tử hơn nữa còn dùng một cơ duyên lớn giúp kỳ vấn sớm đạt thần lâm để cho kỳ vấn hoàn toàn có thể ngồi vững vàng cái ghế gia chủ kỳ tiếu cho rằng phụ thân bất công thiên vị con út dưới cơn nóng giận đã cắt đứt quan hệ với gia tộc vào ba năm sau kỳ tiếu cũng đạt tới thần lâm nhưng kỳ tiếu đã chặt đứt mọi quan hệ với kỳ gia bắt đầu lại từ đầu ở trong quân đội mỗi trận chiến đều đi đầu gặp chiến đấu đều đánh gục càng đi càng xa càng trèo càng cao cuối cùng dựa vào chính bản thân mình mà đạt được động chân hoàn toàn vượt qua người đệ đệ kế thừa cái ghế gia chủ vị trí thống soái hạ thi quân không phải là kỳ gia cho kỳ tiếu mà là kỳ tiếu tự tay đoạt được từ trong tay kỳ vấn một nhân vật cường thế như vậy một chân nhân nhà binh vậy mà lại có thể cùng xuất hiện với khương vô ưu điều này thực sự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng. Dường như mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần kỳ tiếu tình nguyện lên tiếng, thì việc cứu Trúc Bích Quỳnh có gì khó nữa. Sự xúc động chỉ vừa mới chớm nở trong lòng đã bị Khương Vọng dập tắt ngay lập tức. Nếu như chuyện dễ dàng như vậy, thì sao trước đó Khương vô ưu lại không hé lộ tí gì? Chỉ cần suy nghĩ một chút là rõ, một chân nhân đương thời, đại tướng trấn thủ đảo quyết minh như kỳ tiếu, sao có thể vì một đệ tử đã bị phế tu vi của điếu hải lâu mà tự mình đến đài thiên nhai một chuyến rồi còn khiêu chiến với quy củ của hải tế không nói đến việc khương vọng không có được mặt mũi như vậy mà ngay cả khương vô ưu cũng còn kém xa lời giải thích duy nhất cho việc trước đó khương vô ưu cũng không nhắc đến chuyện này chính là nàng ta cũng không dám chắc kỳ tiếu có tới hay không lúc trước đã từng bàn bạc qua nàng ta tới đảo quyết minh vốn là muốn triển khai hoạt động một phen sẽ để cho tướng lĩnh trong quân thân thiết của nàng ta đại diện cho đảo quyết minh tham gia đại điển hải tế lần này. Từ đó có thể vào thời điểm mẫu chốt mà nói hộ cho Trúc Bích Quỳnh. Kỳ tiếu, thống soái của hạ thi quân vốn không hề có trong kế hoạch của bọn họ. Khương vô ưu không nhìn thấy Khương vọng ở giữa biển người, mà lúc này cũng không thể nào lén lút liên lạc được. Nhưng nàng vẫn ngồi ngay ngắn ở hàng ngũ chủ vị, thông dong ngồi cùng các chân nhân. Cho dù có có sự việc bất ngờ vượt ra khỏi dự tính, nhưng dù sao cũng là phát triển theo chiều hướng tốt khương vọng nhanh chóng đưa ra suy đoán ở trong lòng bởi vì nguyên nhân nào đó mà kỳ tiếu quyết định tự mình đi đài thiên nhai một chuyến có lẽ nguyên nhân kia cũng giống như dương phụng của dương cốc hiện tại có lẽ chỉ có mấy người họ mới biết được thôi mà khương vô ưu nắm chắc cơ hội dựa vào thân phận hoa anh cung chủ của bản thân mà có thể đồng hành cùng với kỳ tiếu không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là một lần dựa thế thành công mặc kệ người của các phe có mặt trên đài thiên nhai đang suy nghĩ gì ở chỗ chủ vị sùng quang chân nhân mắt nhìn thẳng giọng điệu bình thản nhưng lại truyền rõ ràng vào trong tai mỗi người nếu như hai vị tướng quân dương kỳ đều đã đến lại thấy răng đã lên cao vậy thì đại điển hải tế chính thức bắt đầu một ông lão cao gầy đi tới chỗ trước hàng ngũ chủ vị rồi tất cao giọng lên nhạc người này chính là một trưởng lão hộ tông mà khương vọng biết hải kinh bình một trong bốn vị trưởng lão phụ trách các công việc của đại điển hải tế lần này. Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng. Tiếng trống trận nặng nề vang lên theo giọng nói của ông ta. Sau đó là tiếng kèn lệnh thê lương vang vọng trong bầu trời đêm. Một tiếng rồi lại một tiếng truyền khắp toàn bộ đảo huyền nguyệt. Sau đó là chín tiếng kèn lệnh liên tiếp. Ở trên đài thiên nhai và trên toàn bộ đảo huyền nguyệt, có vô số người đã hé miệng tất tiếng hát hàng nghìn hàng vạn tiếng hát nhỏ bé tuôn ra từ bốn phương tám hướng rồi hội tụ lại cùng nhau, trở nên hùng vĩ và cuồn cuộn đến mức làm lòng người chấn động. Nhưng tiếng hát kia, mênh mang mây che, mênh mông trở về. Ta nguyện cầm dây dài, nay đỏ sức với nộ hải. Dù nát chiến giáp có gì sợ. Tiếc thân sót mạng ta có sao. Ta có một thân khí phách hiên ngang, hóa giải từng chiếc lôi trống trận. Ta có nhiệt huyết tràn đầy, ngang ngược với trời cao thật là sảng khoái mẫu thân mất ta y phục con mất ta ôm hồn về nơi nào một phần ngọc nát điệu hát này có tên là hồn trở về vì để kêu gọi anh linh trở về nhưng lại đứng trên góc nhìn của một chiến sĩ mà hát chiến sĩ anh dũng chiến đấu với biển lớn không sợ hy sinh muốn rũ bỏ khí phách hiên ngang tung nhiệt huyết để một đời người đều bỏ lại nơi hải cương nhưng hắn thật sự không lưu luyến sao mẫu thân của hắn mất đi con dù muốn may y phục cho hắn nhưng cũng không biết đưa cho ai con trai của hắn mất đi phụ thân muốn được phụ thâm ôm vào lòng nhưng mãi mãi không thể được nữa nhưng là nhưng là nhưng dù như vậy cũng không phải hỏi hồn ta về nơi nào ta chết ở chỗ này hoàn toàn sáng suốt hoàn toàn tự do cao thượng thuần khiết như ngọc mà chết ở hải cương nỗi đau của một người một gia đình là để tránh cho nỗi đau của hàng nghìn hàng vạn gia đình khác hải dân bình thường chỉ nghe nói trụ cột của gia đình vật lộn với biển rộng thay đổi thất thường để kiếm sống còn những tu sĩ siêu phàm ở đây có thể thông qua bài hát thương tiếc này mà nhìn thấy một đời rồi lại một đời cường giả siêu phàm chết ở hải cương chết ở hải cương mọi người lùi lại quay mặt về phía biển xanh bất kể là nam nữ già trẻ bất kể tu vi gì hay thân phận gì Khương Vọng thấy những người ở bên cạnh mình đều cùng nhau hát điệu hát này. Có người thì mặt đầy xúc động, có người thì lệ rơi đầy mặt. Thân ở trong đám đông đang đồng thanh hát, hắn cũng không kìm lòng được mà bị một loại sức mạnh nào đó cảm hóa. Trước đây hắn chưa từng nghe qua điệu hát này, cũng chưa từng hát bao giờ. Nhưng lúc này lại tự nhiên hòa tiếng ca vào trong đám đông. Có một loại sức mạnh rất lớn tồn tại ở đáy lòng mỗi người. Đó là sự đồng cảm đối với thân phận, nhân tộc này là một loại kỳ vọng vĩ đại đối với vận mệnh của cộng đồng nhân tộc. Đến khúc hát cuối cùng, gần như đã lệ nóng doanh trồng. Trăm ngàn năm qua, một đời rồi lại một đời tu sĩ siêu phàm đã tranh đấu đã chém giết như vậy ở Hải Cương, vì sự an nguy, tồn tại và phát triển của nhân tộc mà hăng hái chiến đấu. So với cái này, thì những ân oán vinh nhục cá nhân, nhưng bè phái xu nịnh tranh quyền đoạt lợi kia đều trở nên nhỏ bé đến mức nào. Bất chợt đài thiên nhai im lặng như tờ, có vẻ như những tu sĩ siêu phàm ở đây đều đang chìm đắm trong một loại cảm động ngắn ngủi nào đó mà trưởng lão hộ tông hải kinh bình của điếu hải lâu lại lên tiếng lần nữa đại điển hải tế đại sự của hải dân mỗi năm một lần sống yên biển lặng câu mà ông ta nói chính là truyền thống của đại điển hải tế hải dân bình thường có thể sẽ không biết chỉ biết vào ngày hải tế hôm đó thì biển rộng thường gió êm sóng lặng nhưng những tu sĩ siêu phàm ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều có biết một chút Ngày hải tế hàng năm là ngày các cường giả nhân tộc đều cố gắng bình ổn hải cương. Vì để nên đón anh Linh trở về, ngày hôm nay, ở mê giới, trong phạm vi 44 dặm biên giới nhân tộc không cho phép bất cứ hải tộc nào xuất hiện. Mặc kệ là hải tộc gì, mặc kệ mạnh như thế nào, trong ngày hôm nay, chỉ cần tới gần phạm vi 44 dặm biên giới nhân tộc thì chắc chắn sẽ bị điên cuồng chém giết. Quy củ này được gọi là sóng yên biển lặng. Đương nhiên hải tộc không thể đồng ý với bất kỳ quyết định gì của nhân tộc, nhưng một năm rồi lại một năm máu tươi vẫn cứ chảy xuống thì cũng đã chấp nhận cái truyền thống này. Tuy rằng chưa bao giờ chính thức thừa nhận, nhưng vào ngày mùng 4 tháng 4 hàng năm, hải tộc đều yên ả lạ thường. Ngày này cũng là một trong những ngày yên bình hiếm thấy của mê giới trong nhiều năm liên tục chinh chiến. Nhưng tất cả những tu sĩ siêu phàm ở đây đều biết, biển rộng sẽ không yên bình mãi như vậy. Hải Kinh Bình đứng trước vị trí chủ vị đối mặt với một đám tân khách. Ông ta cất cao giọng nói, để nên đón anh Linh trở về, trước tiên phải dọn sạch giường chiếu. Con đường anh Linh vượt biển trở về, lấy mạng gian nịnh để tết. Khương vọng thầm giật mình, biết đã đến giây phút quan trọng, chỉ có thể nín thở mà đợi. Nhưng lại nghe thấy lời nói tiếp theo của Hải Kinh Bình, lần hải tế này không xá tội cho 45 người, mà là huyết tế. Ánh mắt của ông ta bỗng trở nên ác liệt, rồi nhìn nó hai phía như thể cảnh cáo những tiểu nhân gian nịnh có nội tâm tà ác. Sống yên biển lặng, ngày lành tháng tốt của hiện tại là do vô số tiên liệt dùng máu để chiến đấu mới có được. Những người này không ghi nhớ ân huệ, không kính đức, bỏ tính tuyệt nghĩa, quá đáng chết. Lúc này dùng cực hình, an ủi anh Linh. Nói xong, ông ta vung tay lên, truyền tế vật. Tùng tùng, tùng tùng. tùng, tùng. Tiếng trống trận lại nổi lên. Ở vị trí chính giữa đài thiên nhai, một phiến đá chậm rãi trượt ra để lộ một cửa động hình vuông và bên dưới cửa động chính là thêm đá dài đằng đẵng. Cộc. 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 Tiếng bước chân trên bậc đá vang lên ngay ngắn. Những giáp sĩ cao lớn mặc áo choàng giáp màu đen đi thành từng tổ hai người một và khống chế kẻ tù tội với xiển xích toàn thân. Họ bước từng bước một, từ thêm đá này đi đến đài thiên nhai. Ngục tù hải trực tiếp thông với đài thiên nhai hay là một ngày trước khi hải tế bắt đầu những tù nhân được gọi là tế vật này mới bị chuyến đến trong đài thiên nhai khương vọng không biết đáp án nhưng tình cảnh trước mắt này đã nói cho hắn biết rằng muốn cứu người trên đường áp giải tù nhân là chuyện hoàn toàn không thể nào may là hắn không có ý định này có tội tù tên chân ngọc đệ tử chân truyền của bách bảo cát cấu kết với hải tộc lén lút vận chuyển vật tư bán tộc cầu vinh tội không thể tha giết một tên tù nhân đã như người tàn tật bị hai tên giáp sĩ áo đen dẫn lên đài thiên nhai, cơ thể người kia cứ như bùng nhão vậy, trực tiếp ngã xuống. Có tội tù tên. Từng người từng người tù nhân bị áp giải lên đài thiên nhai, Hải Kinh Bình Thân là trưởng lão hộ tông đã tự mình tuyên đọc tội trạng của từng người, có thể thấy được coi trọng đến mức nào. Vô. Có tội tù tên Trúc Bích Quỳnh, đệ tử chân truyền dưới trướng Bích Châu trưởng lão của Điếu Hải Lâu. Trúc Bích Quỳnh tóc tai bù xù, Hơi thở thoi thóp cứ như vậy bị áp giải lên. Chân của nàng va chạm với thêm đá, còn cơ thể lại không nhúc nhích gì. Trái lời sư Ân, không để ý tình đồng môn cấu kết với người ngoài, mưu hại trưởng lão của tông môn. Hải Kinh Bình tuyên nói, tội không thể tha, giết. Tiếng trống vang dội, tội tụ không nói gì. Đợi đất. Đúng lúc đó, Khương Vọng ở trong đám người đông đúc đã tách đoàn người mà đi ra. Mấy trưởng lão tiểu tông thấy sang bắt quàng làm họ với hắn lúc trước gần như phải ngoát miệng vì kinh ngạc. Dám to gan tùy tiện lên tiếng ở trên đại điển hải tế, tiểu tử này thật là can đảm. Lúc đó, thủy triều dưới đài thiên nhai thông thả, trên đài thiên nhai thì im phăng phắc. Chỉ có tiếng trống nghiêm túc vang vọng và giọng nói trang nghiêm của Hải Kinh Bình, trưởng lão hộ tông của Điếu Hải Lâu. Trăng sáng treo cao nơi chân trời, so sáng đám người dự lễ trên đài thiên nhai. Ở trong bầu không khí nghiêm túc mà thần thánh như vậy, ở trong gió biển phần phật, có một vị thiếu niên bước ra từ trong biển người. Đôi mắt của hắn sạch sẽ mà kiên định, lông mày thanh tú mà gọn gàng, đôi môi mỏng hơi miếm lại, sống mũi thẳng như đao. Hắn từ từ đi ra trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, kiên định, mạnh mẽ, quyết chí tiến lên. Tại chỗ này đang có hậu thế của các danh môn, có những người đứng đầu một tông, có cường giả nắm giữ trong tay mấy đảo, có thống lĩnh của đại quân, nhiều hơn nữa là những người đã tiến tới động chân nhưng hắn vẫn đi ra không có lấy chút sợ hãi hay nhát gan khi ngang như thể hắn không phải đang cắt ngang quá trình hải tế không phải đang gây hấn với bi nghiêm của điếu hải lâu mà là chỉ đang đi dạo ở trong đình viện của nhà mình rồi cảm thán một câu lúc này tiếng trống đã ngừng những giáp sĩ áo đen cũng dừng bước quá trình áp giải tội tù lên đài thiên nhai cũng tạm dừng ở trên thềm đá kia hải kinh bình cũng ngừng lại không nói một lời mà nhìn Khương Vọng. Đây chính là không nói mà uy. Khương Vọng thông dong nhìn quanh một vòng, rồi cất giọng nói trong ánh nhìn chăm chú của vô số cường giả, ta có thắc mắc. Trúc Bích Quỳnh vốn luôn cúi thấp đầu, như đã bị lấy mất nửa mạng, có vẻ như lúc này mới nhận ra bên ngoài đã có chuyện gì đó. Cũng không biết nàng lấy khí lực từ đâu mà đột nhiên ngẩng đầu lên. Đập vào mắt chính là Khương Vọng. Lần thứ nhất gặp nhau, bị đánh võ huyễn thuật, hoang mang hoảng loạn lần thứ nhất đánh nhau bị phượt hổ khống chế tư thế nang kham chỉ vì một câu hứa hẹn hắn đã đã lấy thủ cấp của hồ thiếu mạnh làm hậu lễ vì để dẹp yên trị an một phương mà bao nhiêu ngày không ngủ liên tục thấy hắn chém trư diện phá ngàn quân đấu với long diện cũng thấy hắn là một người bình thường cũng đa cảm như thường cũng bị một con chó vì bảo vệ con nó mà đuổi đến mức chạy loạn khắp nơi trong những người mà nàng đã từng nhìn thấy và nghe thấy, không có ai giống như vậy. Không biết nên hình dung như thế nào, nhưng cũng khiến cho nàng có loại cảm giác tin cậy không cách nào miêu tả được. Tựa như lúc tỷ tỷ vẫn còn sống. Luôn đáng tin tưởng, luôn đáng để dựa vào. Lần gặp lại ngắn ngủi ở trong ngục, nàng đấu tranh hỏi hắn, có thể đến tiễn nàng không? Nàng hy vọng hắn có thể đến, nhưng nàng lại cúi đầu, không hy vọng hắn nhìn thấy. Loại tâm trạng này vừa mâu thuẫn vừa đau khổ. Ngươi thật sự, đến rồi, nàng mấp mấy đôi môi khô khốc, gian nan thốt lên vài chữ. Giọng nói yếu ớt kia, như thể đã bị gió biển cuốn đi ngay lập tức. Nhưng cuối cùng Khương Vọng vẫn nghe thấy. Đại trưởng phu sinh tại thế, lời nói ra tất sẽ thực hiện. Khương Vọng cũng không lỗ mãn tiến lên nâng nàng dậy hay là làm ra hành động gì khiến người khác hiểu lầm, chỉ là nhìn chút bích quỳnh, cho nàng lòng tin cùng sức mạnh, ta đã đồng ý với ngươi, giết chết hồ thiếu mạnh. Cho nên ta giết hồ thiếu mạnh. Ta đồng ý với ngươi sẽ trở lại thăm ngươi. Cho nên ta trở lại gặp ngươi. Được. Đủ rồi. Trúc Bích Quỳnh lẩm bẩm. Ta chết cũng cam lòng. Nàng nghĩ thầm trong đầu như vậy. Được lắm, nói ra tất thực hiện. Hải Kinh Bình ở phía sau cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng ngươi cũng phải biết, tiền đề của câu nói ra tất thực hiện là phải tự mình biết mình Biết chuyện nào mình làm được, chuyện nào mình không làm được, đừng có phóng đại khoác lác. Ngươi có biết, nhiều loại đại điển hải tế thì sẽ bị tội gì không? Ông ta tiến lên một bước, chỉ ngón tay về phía Khương Vọng, có loại khí thế thuộc về cường giả thân lâm ép đến mức Khương Vọng phải vận kình mới có thể đứng vững được, ngươi cũng biết, bản tọa có thể chém ngươi tại chỗ đấy. Hải Kinh Bình là người phụ trách các công việc của đại điển hải tế lần này, lúc này lại đang trong quá trình ông ta tuyên đọc tội ác của tế vật. Có thể nói ngay lúc này, ông ta có toàn quyền xử lý những việc xảy ra trên đài thiên nhai dù sùng quan chân nhân chưa lên tiếng. Ông ta có thể trực tiếp hạ lệnh để người ta đuổi Khương Vọng đi, cũng có thể tự mình ra tay đánh Khương Vọng ngã khỏi đài thiên nhai. Nhưng cùng lúc cũng có thể ngừng lại, hỏi Khương Vọng một câu xem vì sao lại làm vậy. Không có gì để nghi ngờ nữa, mấy lần thăm hỏi lúc trước đã có hiệu quả nhất định. Mặc dù ông ta có lớn tiếng chất vấn, thái độ cường ngạnh, nhưng thực ra vẫn cho Khương Vọng cơ hội để giải thích. Khương Vọng xoay người đối mặt với Hải Kinh Bình, đối mặt với ba vị chân nhân đương thời đang trầm mặc, nói chuyện rất đúng mực, ta cũng không muốn nhiễu loạn đại điển hải tế, mà ngược lại là vì muốn giữ gìn thể thống của đại điển hải tế, để quan vinh của đại điển hải tế có thể duy trì lâu dài. Xin hỏi trưởng lão. Hắn vừa nói với Hải Kinh Bình vừa đi về phía trước, những tế vật trên đài thiên nhai này đều là tội tù phạm vào tội không thể tha sao từng việc từng vụ, chứng cứ xác thực. Hải Kinh Bình đứng chắp tay thể hiện sự uy nghiêm, nếu như ngươi muốn lãng phí thời gian hải tế, thì tốt nhất nên nghĩ kỹ lại. Trong thời điểm trang nghiêm như thế này, đối mặt với các anh linh nơi hải cương, sao vãn bối dám làm vậy? Khương vọng cất cao giọng giải thích rồi lại sâu sắc thi lễ, chỉ là bằng hữu rút bích quỳnh của ta thực sự bị oan, không thể không giúp. Nếu bị oan thì đã trình bày từ trước khi vào ngục. Đến tận đại điển hải tế hôm nay mới nói, ngươi không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Hải Kinh Bình trực tiếp dán cho Khương Vọng một cái tác, khiến hắn lập tức bị đánh bay, đi xuống cho ta. Ông ta quát lên, nếu ngươi còn đám ồn ào, thì sẽ khó thoát khỏi cái chết. Ở hai bên trên khán đài, gần như hứa tượng càng và Lý Long Xuyên đồng thời đứng dậy ngay lập tức. Nhưng người trước thì bị Yến Phủ kéo lại, người sau thì bị Lý Phượng Nhiêu đè xuống. Hiển nhiên Yến Phủ và Lý Phượng Nhiêu hai người có tính tình trầm tĩnh hơn đều nhìn ra cái gì đó. Một cái đánh này của Hải Kinh Bình vẫn chưa hạ tử thủ, nhưng cũng không hề nương tay, đối mặt với người quấy rầy hải tế thì đây là điều nên làm, thậm chí có thể nói là mức độ giáo huấn thấp nhất. Khương Vọng bị đánh ngã nhưng không hề bất ngờ. Hắn không chống lại được cường giả thần lâm, mà hắn cũng không định chống trả. Vì thế hắn thực sự bị thương. Hơn nữa còn bị thương không nhẹ nhưng sau khi hắn bị đánh ngã cũng chỉ từ từ bò dậy chùi máu nơi khóe miệng rồi lại kiên định quay trở lại dường như hắn hoàn toàn không nghe thấy câu nói kia cái câu mà khó thoát khỏi cái chết vị đại nhân này hắn vẫn đối mặt trực diện với hải kinh bình vẫn cứ cất cao giọng xưa nay ở trên biển ta vẫn thường nghe nói nghe nói rằng hải tế thực ra không phải là tế cái biển mà là tế những anh linh chết trên ở trên biển kia ta muốn hỏi vì sao mà những anh linh kia phải chiến đấu bọn họ chết trận ở trên biển chẳng lẽ không phải là vì mong có một ngày đồng bào của họ không cần vô duyên vô cớ mà chết đi hay sao ta có oan khuất thì sao lại không thể giải thích chính nghĩa đang bị che lấp sao lại không thể vạch trần khương vọng nhìn quanh một vòng đối mặt với tất cả mọi người trên đài thiên nhai lẽ nào có thể dùng máu của người vô tội để tế các anh linh trên đường về hay sao Lẽ nào đó là nguyện vọng mà các anh linh kia muốn sao? Nhìn thiếu niên dù bị thương nhưng vẫn đứng thẳng tắp ở trước mặt, lắng nghe vấn đề và tiếng hò hét của hắn. Hải Kinh Bình không khỏi nhớ đến lúc ở trong phủ trước đây, rõ ràng ông đã từ chối và nói rõ là mình sẽ không làm bất cứ điều gì cho Trúc Bích Quỳnh. Khi đó, thiếu niên này cúi rạp người, đau thương vang sinh, vãn bối chỉ xin một cơ hội được nói chuyện. Ông ta có nghe nói về thiếu niên thiên kiêu của tề quốc này, nhưng thực sự không ngờ rằng thiên kiêu tề quốc lại có thể cúi đầu vì một đồ bỏ đi không hề có tương lai của điếu hải lâu thiếu niên thiên tài được mọi người chú ý và được kỳ vọng cao việc cúi đầu thường là điều khó làm nhất vì cảm động trước tiếng lòng của người trẻ tuổi này mà ông ta đã cho hắn cơ hội chỉ là cơ hội để nói chuyện thôi cũng không tính là vượt khuôn phép mà những lời nói của thiếu niên này quả thực chấn lung phát hội chấn lung phát hội kêu lớn tiếng làm thức tỉnh người ngu tối Đáng tiếc, ông ta cân nhắc rồi lại suy nghĩ, rốt cuộc vẫn tiến lên trước một bước Nhưng âm thanh vang lên phía sau đã ngăn ông ta lại Nói không sai Sùng quan chân nhân khen, ông ta ở trên cao nhìn xuống khương vọng Trong có vài phần khen ngợi, cho tới bây giờ, bổn tọa vẫn chưa nhận ra ngươi Ngươi là người phương nào? Nếu sùng quan chân nhân đã mở miệng thì tất cả quyền sở hữu trên đài thiên nhai đều thuộc về ông ta Hải Kinh Bình im lặng bước sang một bên và không nói thêm gì nữa. Khương Vọng nhìn vị chân nhân đương thời như đang phát sáng này, nghiêm túc trả lời, tại hạ Khương Vọng, chính là cái người ngoài mà Trúc Bích Quỳnh Đạo Hữu đã cấu kết. Đám đông ồ lên. Mọi người nhìn nhau kinh ngạc về sự không biết sống chết của người này. Nhưng Khương Vọng lại tự mình tiến tới nói. Hắn không hề báo tước vị, cũng không hề báo chức quan của mình bởi vì những thứ đó chỉ có thể làm cho những tu sĩ bình thường khiếp sợ ở trên đài thiên nhai này nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì thay vào đó hắn lại tự vạch trần khuyết điểm của bản thân trông như thể tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm đặt mình vào sự tức giận của điếu hải lâu nhìn như tự đi vào ngõ cụt nhưng thực ra là lấy lui làm tiếng về tranh chấp giữa hắn và hải tông minh điếu hải lâu đã chấp nhận kết quả ngay khi còn đang cãi cọ với tề quốc từ lâu rồi điếu hải lâu cũng không có lý do gì để nhắm vào khương vọng mà lúc này kỳ tiếu chân nhân đến từ đảo quyết minh cũng có mặt ở đây khương vọng có thể gặp chuyện không may nhưng lại không thể bởi vì chuyện của hải tông minh mà gặp chuyện không may bởi vì tề quốc đã từng ra sức vì khương vọng trong ở chuyện này vì vậy việc hắn tự mình báo thân phận này ngược lại là sự lựa chọn cực kỳ có cơ hội và an toàn nhất sùng quan chân nhân nở nụ cười đứng ở điếu hải lâu công khai tuyên bố tội danh cũng không nói tỉ mỉ là trúc bích quỳnh thông đồng với ai hại chết ai bởi vì người mà nàng thông đồng vẫn chưa bị truy cứu nói ra tự nhiên làm mất bộ mặt của điếu hải lâu nhưng người này vậy mà lại đứng ra vào lúc này hắn nên ngang ra biển thì bỏ qua đi hắn đường hoàng ở lại hoài đảo xem đại điển hải tế thì cũng cho qua đi nhưng hắn rõ ràng còn dám can đảm đứng ra bào chữa trên đại điển hải tế Muốn cứu Trúc Bích Quỳnh ra Thú vị Thực sự nghĩ rằng kỳ tiếu có thể bảo vệ hắn Nghe con mới đẻ Chẳng lẽ thực sự không sợ hổ Sùng quan chân nhân đang nghe Chuyện trên TV audio CV nhìn thương vọng Ý cười nơi khóe miệng vẫn chưa mất Chàng trai, ngươi có biết là Ngươi đang nói cái gì hay không Ta có thể còn quá trẻ Đôi khi lời nói vô ý Đúng là thực sự không biết mình đang nói cái gì Nhưng ta biết mình đang làm gì Thưa vị đại nhân này Khương Vọng lại nói, ta đang vì đệ tử của Điếu Hải Lâu, cầu xin trưởng lão của Điếu Hải Lâu Minh Quang. Sùng quan chân nhân nhìn Dương Phụng với vẻ mặt đang xem kịch vui một chút. Lại lướt nhìn kỳ tiếu sắc mặt lạnh lùng không gợn sóng. Lại tiện thể liếc mắt nhìn con gái yêu của tề quân, vị hoa anh cung chủ sắc mặt bình tĩnh, nhưng tâm tư giấu rất sâu. Tâm ý ra sao không nói đến, ít nhất lời nói rất hay. Sùng quan chân nhân vừa nói, nụ cười liền biến mất, nhưng ngươi có tư cách gì dám tự định một chữ quan lại có thân phận gì mà dám vì đệ tử điếu hải lâu cầu xin minh quan nói cho cùng với thân phận và thực lực hiện tại của khương vọng hắn còn không có tư cách đi lên đài thiên nhai để nói chuyện có để hắn nói chuyện hay không điều đó tùy thuộc vào sự suy tính của sùng quan chân nhân đây cũng chính là sự nguy hiểm của chuyến đi này chèo thuyền giữa sóng to gió lớn đúng là thực sự dũng cảm nhưng muốn đỏ sức với sóng gió thì còn phải xem biển lớn có cho cơ hội hay không nhìn bộ dạng sùng quan chân nhân có vẻ không muốn cho cơ hội khương vọng cũng chỉ có thể im lặng bản cung cho rằng nếu có quan thì phải xử lại nếu có lý thì nhất định phải nói chuyện này vốn không cần tư cách cũng không cần thân phận gì đúng lúc đó khương vô ưu lên tiếng không giống như khương vọng khi nàng ta vừa mới đến là đã có tư cách nói chuyện cùng với sùng quan chân nhân cho nên lời nói này cũng không hề mạo muội nàng ngồi thẳng người khí khái anh hùng ung dung hỏi ngược lại sùng quan chân nhân chân nhân nghĩ sao sùng quan chân nhân xoay người lại ngạc nhiên nhìn khương vô ưu ông ta thực sự không ngờ vị hoa anh cung chủ hiếm khi nói chuyện này lại mở miệng chẳng lẽ nàng ta không biết rằng chỉ cần điếu hải lâu nói một câu là đã có thể khiến nàng thu xa những người anh em khác sao mối quan hệ giữa nàng ta với khương vọng là như thế nào đáng giá khiến nàng ta tự xuất đầu như vậy sao? Còn cả Trúc Bích Quỳnh kia nữa, một đệ tử bình thường, tại sao có dính líu sâu đến thế? Không biết có phải là lo lắng oai nghiêm của mình quấy rầy đến hoa anh cung chủ hay không mà kỳ tiếu dương mắt chặn lại ánh mắt của sùng quan chân nhân, bản tướng quân cho rằng hoa anh cung chủ nói có lý. Đương nhiên, điều công bằng, cũng sẽ không bời vì cách nhìn của người nào mà thay đổi cả. Bà ta đang ủng hộ Khương Vô Ưu. Ồ, phải không? ánh mắt của Sùng Quang chân nhân trở nên sâu hơn. Ha ha, Dương Phụng, kỳ tướng tuyên uy của Dương Cốc đang ngồi một bên, không hiểu sao lại khẽ cười một tiếng, dù sao ở Dương Cốc chúng ta, từ trước đến nay đều thưởng phạt phân minh, một khi quyết chém thì sẽ không cho người đó có cơ hội nói chuyện. Trong mắt ông ta đầy hứng thú xem trò vui, cũng không có nhìn đến sắc mặt của Sùng Quang chân nhân, chỉ nhìn tù nhân tội nghiệp đang hấp hối ở trước mặt, cố ý nói, có điều Điếu Hải Lâu làm như thế nào là chuyện riêng của Điếu Hải Lâu bản tướng quân không tiện đánh giá trong thời gian ngắn mà hai vị chân nhân đồng thời lên tiếng mà lại còn là nói cho khương vọng khương vô ưu chắc chắn sẽ mở miệng nhưng việc kỳ tiếu có lên tiếng hay không vẫn là một dấu chấm hỏi dương phụng thì hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn đương nhiên ông ta chưa hẳn là thực sự quan tâm liệu trúc bích quỳnh có oan hay không việc có thể xem trò vui của điếu hải lâu mới là mục đích của ông ta thấy tình hình của khương vọng ngày càng tốt sùng quan chân nhân đang định nói thì đột nhiên có một âm thanh khác vang lên từ đằng xa lão thân có chuyện muốn bẩm báo một bà lão với mái tóc bạc trắng đột nhiên bay xuống đài thiên nhai chống gậy có đầu rồng không người hành lễ với sùng quan chân nhân sùng quan chân nhân vươn tay đỡ nhẹ đứng dậy đi không biết là cố ý hay vô tình việc này đã cắt ngang khí thế của hai vị chân nhân bắt tay giúp đỡ lúc trước thực sự là một đợt sóng còn chưa ổn lại có đợt sóng khác nổi lên vị trưởng lão đứng đầu của điếu hải lâu đã thuận thế thoát khỏi câu hỏi của khương vô ưu nhìn lão bà tóc trắng rồi hỏi bích châu vội vàng đến đây như vậy có chuyện gì sao người đến đúng là sư phụ của trúc bích quỳnh bích châu bà bà mặc dù sùng quan chân nhân trông trẻ hơn nhiều so với bích châu bà bà nhưng cũng chỉ là do ông ta đã đạt được thành quả thần lâm từ rất sớm cho nên thân xác không suy yếu mà thôi còn tuổi thật của ông ta thì vượt xa bích châu bà bà Khương Vọng chắp tay chào, sau đó quan tâm nói một câu, bà bà. Bích Châu bà bà thậm chí còn không thèm nhìn hắn một cái, giống như là một người qua đường, chỉ nói với sùng quan chân nhân, lão thân kiện hộ tông trưởng lão Hải Kinh Bình, trưởng lão hộ vệ, không biết giữ mình, dụng tâm không đoan. Chủ trì việc hải tế nhưng lại làm tổn hại ý nghĩa thiên liêng của hải tế, nhận hối lộ riêng, cấu kết nội, ngoại, mưu toan rửa tội và dùng chức quyền của mình để cho những kẻ tiểu nhân gian nịnh có cơ hội dùng tà thuyết mê hoặc người khác. Kinh động lòng người dáng vẻ đứng báo cáo của Bích Châu bà bà khiến mọi người trên đài thiên nhai ngẩn người, hoàn toàn không biết hôm nay Điếu Hải Lâu đang định hát bài gì. Thực quyền trưởng lão kiện cáo hộ tông trưởng lão. Làm tổn hại ý nghĩa thiên liêng của hải tế. Nhận hối lộ. Chỉ có Trúc Bích Quỳnh đang hấp hối, sau khi nghe xong thì ánh sáng mờ mờ còn sót lại trong mắt cũng dần tối đi cùng với giọng nói của Bích Châu bà bà. Bà bà nuôi lớn nàng từ khi còn nhỏ, dạy nàng đạo thuật, bồi dưỡng nàng thành tài, nhưng lại là người muốn nàng chết nhất. Cái nỗi đau này, ngoại trừ chính nàng thì ai có thể cảm nhận được đây? Hải Kinh bình giận không kìm được, tiếng lên nói, "Ngươi nói cái gì?" Với thân phận hộ tông trưởng lão của ông ta, hoàn toàn có thể áp chế được một trưởng lão thực quyền nhưng bích châu bà bà không thèm nhìn ông ta chỉ nói với sùng quan chân nhân rằng lão thân có đầy đủ nhân chứng vật chứng có thể chứng minh vị khương vọng đến từ tề quốc này đã nhiều lần ra vào phủ đệ của hải kinh bình vài ngày trước khi hải tế được tổ chức và đưa lên khoản hối lộ có giá trị không nhỏ mỗi lần trước khi đến phủ đệ của hải kinh bình khương vọng đều phải mua một hộp trữ đồ mới hoặc là các loại bảo vật khó kiếm ở bách bảo cát xin hỏi hắn mua nhiều hộp đựng đồ như vậy để làm gì Hắn mua nhiều bảo vật mà bản thân không dùng được như vậy, để làm gì? Bà ta lấy ra một quyển sổ ở trong ngực ra, chuyện này đều được ghi chép rõ ràng, từng cái một, có thể dùng để chứng minh. Sổ sách của Bách Bảo Các không dễ gì có được. Đặc biệt hồ sơ giao dịch những vật phẩm quý trọng này chính là bí mật của mọi thương hội. Cũng không biết Bích Châu bà bà đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức và chi phí. Với tư cách là tổ chức thương hội lớn nhất ở quần đảo gần biển, Bách Bảo Các có thể đến Lâm Tri để làm ăn hay không, cũng không phải là việc có thể dễ dàng đắn đo. Cho nên có thể thấy được, bà ta đã chuẩn bị đầy đủ như thế nào cho ngày hôm nay. Ngay từ đầu, việc bà ta để Khương Vọng đi tìm Hải Kinh Bình chính là một bàn cờ. Bà ta hoàn toàn không có ý định cứu Trúc Bích Quỳnh, thứ bà ta muốn chính là kéo Hải Kinh Bình xuống nước. Bích Châu bà bà. Sao bà có thể nói như vậy được? Biểu hiện của Khương Vọng giống như một thiếu niên nóng tính lỗ mãn, Hắn tức giận nói, chính là bà kêu ta đi tìm hải trưởng lão cầu xin, nói như vậy có thể chung tay cứu được Trúc Bích Quỳnh. Lão thân cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Bích Châu bà bà bác bỏ nói, tông có tông pháp, gia có gia quy. Bích Quỳnh đã phạm tội lỗi không thể tha thứ, tất nhiên là nên bị trừng phạt. Cho dù lão thân có yêu thương nàng thế nào, cũng sẽ không làm tổn hại tông pháp. Ta chịu đựng sự đau lòng, tự tay phế đi tu vi của nàng, rơi nước mắt, tự mình đưa nàng vào nhà tù hải ngục chẳng lẽ đến giờ phút cuối cùng lại vì nàng mà là trái luật pháp sao ngươi đau khổ cầu xin ở trước mặt ta nói với ta rằng muốn gặp bích quỳnh lần cuối lão thân nhẹ dạ sắp xếp cho các ngươi gặp mặt chỉ vì để bích quỳnh bớt chút tiếc nuối trước khi ra đi giọng của bà ta lúc đầu thì buồn bã sau chuyển sang tức giận ai biết ngươi lòng lan dạ sói không chịu chết tâm Vậy mà còn dám âm thầm cấu kết với hộ tông trưởng lão của điếu hải lâu chúng ta, mưu toan phá hoại đại điển hải tế này. Bây giờ lại còn dám vu oan, cắn ngược lại ta sao? Bà ta thậm chí còn tức giận đến mức run rẩy tuổi còn nhỏ sao có thể xấu xa như vậy chứ? Bà ta nhìn về phía sùng quan chân nhân, sùng chân nhân, ta muốn xin được tự mình xử lý người ngày, để chứng minh sự vô tội của ta. Sự tức giận của bà ta rất thật, Thật đến nỗi Khương Vọng cũng nhịn không được mà nghi ngờ có phải mình thật tâm ác độc hay không. Mà bà ta muốn đích thân xử lý Khương Vọng, chỉ đơn giản là muốn đạt được một trong những mục tiêu của kế hoạch lần này, chiếm được đồ tốt mà Hải Tông Minh mơ ước ở trên người Khương Vọng. Tất nhiên, ưu tiên của vấn đề này vẫn là đánh đổ Hải Kinh Bình. Bà ta có vẻ tham lam hơn Khương Vọng nghĩ nhiều. Lúc này Hải Kinh Bình ngược lại lại bình tĩnh hơn, lạnh lùng nói: "Thân là một trưởng lão thực quyền, có lẽ ngươi biết tội vu cáo là gì. Ngươi có nghĩ thông suốt chưa? Lúc này ngươi vẫn còn muốn uy hiếp ta sao? Ô trước mặt trưởng lão tối cao, vẫn ngông cuồng như vậy sao? Bích châu bà bà tức giận, lại hướng về phía sùng quan chân nhân nói tiếp, Bích Quỳnh là do lão thân nhìn mà lớn lên, bản tính thiện lương. Để có ngày hôm nay, phạm phải tội lớn chắc chắn là bị kẻ gian dụ dỗ. Liên hệ với sự cấu kết của Hải Kinh Bình và Khương Vọng, Lão thân có đầy đủ lý do để nghi ngờ cái chết của trưởng lão Hải Tông Minh cũng có thể liên quan đến việc này. Hôm nay hắn có thể mở bán đại điển Hải Tế để mở ra một con đường, vậy thì trước đó chưa hẳn là không thể bán đứng một vị trưởng lão đồng môn. Lời cáo buộc này đã trực tiếp xử lý sạch sẽ liên can của bà ta khỏi vụ việc Hải Tông Minh. Nhưng Khương Vọng lại thu bớt sự tức giận của mình và trở nên bình tĩnh, bởi vì hắn đã nghe thấy những gì hắn muốn nghe. Thế là đủ rồi hắn trực tiếp đến gần bà lão này nhìn bà và nói bích châu bà bà ta có một chuyện không rõ đúng là bà đã lấy được sổ sách của bách bảo cát và có thể chứng minh rằng ta đã mua những món đồ quý giá đó cũng như thực tế rằng ta thực sự đã mua rất nhiều hộp đựng đồ mới nhưng cái này làm sao có thể chứng minh rằng ai đã hối lộ cho trưởng lão hải kinh bình đây làm sao để chứng minh bản thân ta tự mình nói rõ ngươi đi hối lộ ngươi cũng đã mang theo quà đi đến cuối cùng thì hải kinh bình cũng đã giúp một chút chuyện này còn cần bằng chứng sao bích châu bà bà cảm thấy có chút có chút không ổn trong vấn đề vô cùng hoang đường này nhưng giờ quay đầu lại cũng không thể nữa rồi lúc này cười lạnh nói chuyện đã đến mức này ngươi còn muốn chống chế sao ta đã sớm nhìn ra ngươi có ý xấu trong lòng ở chỗ ta có nhân chứng có thể chứng minh người đã đến phủ hải kinh bình bao nhiêu lần đến khi nào và ở đó bao lâu đấy ngươi có muốn ta mời lên ngay bây giờ không nhân chứng thực ra cũng không cần. Khương Vọng xua tay, ta thừa nhận đúng là ta đã đến thăm trưởng lão Hải Kinh Bình. Ta cũng thừa nhận rằng ta đã nghiêm túc cầu xin ông ấy, hy vọng ông ấy có thể cứu người bạn Trúc Bích Quỳnh mắc tội không đáng chết một mạng. Nhưng lão nhân gia ấy đã từ chối ta. Có thể để ngươi tùy ý một mực khẳng định sao? Bích Châu bà bà hung ác nói, ngươi cho là lão thân. Cạch! Một miếng ngọc hình đuôi phượng quấn hoa rơi trên mặt đất. Ngay sau đó là một gấm vân ế. Sau đó là thanh mộng sa. Những món bảo vật giống nhau lần lượt bị Khương Vọng ném trên mặt đất, bày ở trước mặt mọi người. Hắn duỗi duỗi tay về phía bích châu bà bà, bà có ngại đối chiếu với sổ sách của bà một chút, xem xem những món bảo vật mà ta mua, có nhiều hơn món nào, hay là thiếu một món nào không? Thật nực cười. Hắn lắc đầu, ta mua một số đặc sản từ các quần đảo gần biển, muốn mang về tề quốc, biếu người thân và bạn bè nhưng là lời vào trong miệng bà thì lại vô duyên vô cớ trở thành hối lộ ta vẫn đặt ở trong tay yên lành thậm chí còn chưa tặng một món nào tại sao lại thành hối lộ vậy ta tự hối lộ chính mình sao lão tú bà những câu bà nói rốt cuộc là mấy phần thật mấy phần giả vậy hắn bước qua những món đồ quý đó và tiến lại gần bích châu bà 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 còn dối lừa cả thiên hạ đến bao giờ nữa hắn và trọng huyền thắng chưa bao giờ thực sự tin tưởng bích châu bà bà thực sự là hắn đã đến phủ đệ của Hải Kinh Bình, cũng thực sự đã đưa ra đề nghị, cũng quả thật có mua bảo vật dùng để hối lộ, một số trong số đó chính là do Bích Châu bà bà nói rằng Hải Kinh Bình cần có. Nhưng hắn chưa bao giờ hối lộ Hải Kinh Bình. Những bảo vật mà hắn mua từ đầu đến cuối đều yên lành ở trong hộp chứa đồ mới mua, và yên lành ở trên tay hắn. Mà vào lúc Bích Châu bà bà giấu đầu lòi đuôi, đã nhẹ nhàng trở tay tác một cái vào mông của bà ta. Nhưng Bích Châu bà bà ngay lập tức hét ầm lên, bên cạnh ta có kẻ phản bội. Bà ta phản ứng rất nhanh, không để ý tới khương vọng, mà chỉ vào Hải Kinh Bình, "Tốt cho một Hải Kinh Bình ngươi, ngươi đã sớm sắp xếp cơ sở ngầm bên cạnh ta rồi." Thăm dò và biết được hôm nay ta sẽ tới kiện ngươi, cho nên đã sớm trả lại hối lộ. Ngược lại, còn quay ra hãm hại nói lão bà này bất nghĩa. "Tốt, tốt, rất tốt." những thứ vốn dĩ nắm chắc 10 phần đã bị lật tung chỉ trong một lần. Nếu đổi lại là bất kỳ kẻ nào, cũng sẽ phải sững sờ. Nhưng phản ứng của bà lão nhanh một cách đáng ngạc nhiên, bà la lập tức khuấy đục nước và vẫn đặt mình vào vị trí nạn nhân. Còn việc bên cạnh bà ta có cơ sở ngầm của Hải Kinh Bình hay không thì không thể nói rõ trong một thời gian ngắn, sau cũng vĩnh viễn không thể nói bà ta vu oan cho Hải Kinh Bình được. Hải Kinh Bình giận quá thành cười, đến lúc này mà ngươi vẫn còn có thể nói được, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Ông ta thực sự tức giận đến run lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Là ai cho ngươi lá gan, ngươi có ngại gọi. Đủ rồi, sùng quan chân nhân, người vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên lên tiếng. Và ngăn cái tên Hải Kinh Bình sắp nói ra. Hải Kinh Bình vô cùng tức giận, gần như muốn hoàn toàn vạch mặt người đứng phía sau bích châu bà bà. Bởi vì lần này ông ta thực sự là tự dưng gặp tai họa, hoàn toàn không nhận được chút lợi ích nào. Ông ta cũng chỉ cảm động với trái tim chân thành của Khương Vọng, cho nên nói hộ hắn vài câu thôi. Ông ta biết rất rõ rằng, chuyện trên đại điển hải tế lần này cuối cùng vẫn là do sùng quan chân nhân làm chủ. Nhưng Bích Châu bà bà lại cứ năm lần bảy lượt leo lên vu khống, dùng thân phận trưởng lão thực quyền để lấy hạ phạm thượng, không để ông ta ở trong mắt một chút nào, coi ông ta là cái gì vậy. Ông ta đã không thể nhịn được, cũng không muốn nhịn nữa. Nhưng sùng quan chân nhân lại quát bảo dừng lại, ông ta cũng không thể nói được cái gì nữa. Cuối cùng thì đối với những người như ông ta mà nói, đại cuộc của điếu hải lâu vẫn hơn vinh nhục của cá nhân ông ta. Mà đúng lúc sùng quan chân nhân nói. Bích Châu, người đang tố cáo lúc này chính là người thuộc phe trưởng lão thứ tư cô Hoài Tín, còn Hải Tông Minh đã chết là người trong phe phái của trưởng lão thứ hai Tần Trinh. Về phần bị cáo Hải Kinh Bình, người khác có thể không biết nhưng lại không thể giấu giếm được ông ông ta và trưởng lão thứ ba từ hướng vấn đã sớm có sự ăn ý trong rất nhiều chuyện nói tóm lại tất cả chống lưng của mấy người này không có ai là thuộc về thế hệ của ông cả ông không muốn quản cuộc tranh giành quyền lực đằng sau lưng những người này và cũng không cần quản điếu hải lâu dù lớn đến đâu thì tài nguyên cũng không phải là vô tận cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi có rất nhiều ngoại lâu đỉnh cao khi cơ hội tấn thăng thần lâm xuất hiện ai sẽ đi ai không thể đi Tất cả những điều này đều cần phải tranh giành. Trong một hệ thống bình thường và lành mạnh, sự cạnh tranh cũng là điều tất yếu. Chỉ là trong một vài trường hợp, nó vẫn cần phải có chừng mực. Vào ngày thường thì có thể thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lúc này ở trên đài thiên nhai, không thể để người dương cốc và đảo quyết minh xem quá nhiều trò cười được. Không phải là nội bộ điếu hải lâu không thể có đấu tranh, nhưng mà cũng phải khống chế cấp độ, ở cấp độ hộ tông trưởng lão như thế này thì đã là giới hạn rồi liên quan đến tỉnh hải trưởng lão thì sẽ là quá mức với tư cách là tầng cao nhất của điếu hải lâu hiện tại sùng quan chân nhân nhất định phải thể hiện thái độ của mình ông khẽ liếc nhìn hải kinh bình và bích châu bà bà ánh mắt tuy không sắc bén nhưng cũng đã tỏ ra đầy đủ sự cảnh cáo hôm nay là ngày diễn ra lễ hải tế dù có làm gì hay nghĩ gì cũng phải phân rõ chủ thứ vấn đề giữa các ngươi sau này nói tiếp cho dù hải kinh bình có bất mãn nhưng cũng chỉ có thể đè nén trước còn đối với Bích Châu bà bà mà nói, mục đích duy nhất của phe bà ta là đánh đổ Hải Kinh Bình và chèn ép thế lực phe phái của trưởng lão thứ ba từ hướng vấn. Mục đích duy nhất của cá nhân bà ta lại là nhân cơ hội cướp được những điều có ích cho bản thân mình. Về phần muốn lấy được lợi ích này từ trên người người nào, ngược lại sẽ tính sau. Nếu Hải Kinh Bình và Khương Vọng giữ vững thận trọng khiến bà ta không thu được bằng chứng hối lộ, như vậy việc đánh bại Hải Kinh Bình ngay tại chỗ là điều không thể, và bà ta thậm chí còn phải chịu trách nhiệm về những lời vu oan đó nhưng mà nếu kéo đến sau hải tế bà ta vẫn còn rất nhiều cách để giải quyết lúc này sùng quan chân nhân đứng ra ngăn cản bà ta cũng tiện thể dừng lại xin tuân lệnh chân nhân bích châu bà bà tỏ thái độ kính cẩn nghe theo nhưng sau đó lại nói chuyện của hải trưởng lão có thể tạm không nói đến nhưng tên tiểu tặc quấy nhiễu đại điển hải tế này nhất định không được buông tha lão thân xin được bày tỏ thái độ một chút quốc có kỳ pháp, tông có kỳ quy, đệ tử Trúc Bích Quỳnh của lão thân phạm tội không thể tha thứ, hình thần câu diệt cũng là phải làm. Lão thân tuyệt đối không nương tay. Với cả vấn đề này cũng là bản thân nàng nhận tội từ lâu, bằng chứng như núi, biện giải cũng không thể biện, làm sao có thể vì một tên mau đầu tiểu tử mà làm trễ nải thời gian hải tế được. Nếu như chuyện này kêu oan, chuyện kia cũng kêu oan. 45 tù binh lần lượt kêu xuống, thì đại điển hải tế của chúng ta có thể tiếp tục được nữa không? Cuối cùng, bà ta hành lễ sùng quan chân nhân sùng quan chân nhân, xin cho phép lão nhân ra tay, bắt giữ tên tiểu tặc này cho điếu hải lâu, tự chứng minh lòng trung thành, rửa sạch bẩn thiểu trên người. Mắt thấy ở trên đài thiên nhai, thu hoạch trên người hải kinh bình đã bị ngâm nước nóng, thế nên thu hoạch trên người khương vọng bà ta không muốn từ bỏ. Mặc dù khương vọng đã thành công trong việc giết ngược hải tông minh, nhưng không ai có thể nghĩ rằng hắn tự lực làm được điều đó dù sao sự chênh lệch giữa nhất cảnh nội phủ cùng tứ cảnh ngoại lâu ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tề quốc đương nhiên sẽ đề cao phong thái thiên kiêu của khương vọng giết chết được kẻ thù mạnh vượt cấp phía điếu hải lâu lại loan tin rộng rãi rằng tề quốc đã cử ra những cường giả để đi theo bảo vệ khương vọng sau khi biết rõ hành tung của hải tông minh bao gồm cả bản thân bích châu bà 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 ta cũng tuyệt đối tự tin có thể đối phó với khương vọng coi việc bắt Khương Vọng như lấy đồ trong túi nên mới nhiều lần yêu cầu đích thân ra tay, vì sợ người khác đòi chia lợi ích có được trên người Khương Vọng. Được khen ngợi là thiên kiêu thì như thế nào, không phải là cũng không có đủ thời gian để trưởng thành, chỉ có thể bị người ta đùa giỡn trong tay. Chỉ có thể nằm bò trên mặt đất chờ đợi phán quyết sao. Sùng quan chân nhân từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn Khương Vọng và nói, Khương Vọng, gọi là Khương Vọng đúng không? Hôm nay đã ồn ào đủ rồi, khiến cho bổn tọa tâm phiền ý loạn. Hiện tại ngươi lui xuống đi, ta sẽ không truy cứu tội làm loạn hải tế của ngươi. Bích Châu bà bà nói đến giọng dạc, nhưng ông cũng không để ý đến. Hoặc cũng có thể là đang đánh một nhát vào người sau lưng Bích Châu bà bà, nhưng khả năng lớn hơn vẫn là ông lo lắng đến suy nghĩ của Dương Phụng và Kỳ Tiếu. Trước đó bọn họ còn vừa mới lên tiếng ủng hộ điều Khương Vọng nói, nếu Điếu Hải lâu ra tay đánh giết Khương Vọng, chẳng khác gì một cái tác vào mặt, Bảo hai vị chân nhân này phải tự xử như thế nào? Cho dù Điếu Hải lâu có mạnh đến đâu thì cũng không cần phải làm nhục hai chân nhân đương thời. Mà chỉ cần để cho Khương Vọng tâm miệng, không chỉ có thể chặn miệng của hai vị chân nhân đó, mà còn có thể nhanh chóng kết thúc sự việc. Còn đối đãi sau khi kết thúc đại điển Hải tế, ở đây là quần đảo gần biển, không phân trắng đen, đây không phải là chuyện do Điếu Hải lâu định đoạt sao? Nhưng cái đạo lý này, Khương Vọng cũng hiểu bằng không thì vì cái gì mà hắn phải đợi đến tận hôm nay khi tất cả các phe thế lực ở quần đảo gần biển tập hợp lại mới mở miệng lật lại bản án cho trúc bích quỳnh chứ bởi vì trước đó hắn thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện hắn muốn tìm người chuyển lời nhưng cửa cũng không biết nên mổ ở hướng nào huống chỉ là cố gắng lật lại bản án dù có tìm được bằng chứng như núi cũng rất khó tạo nên gợn sóng nào mà nếu đợi sau này trúc bích quỳnh cũng đã mất bản án có lật được hay là không có còn quan trọng nữa hay không. Không phải hắn cố ý lựa chọn hôm nay, mà là hôm nay quả thực là cơ hội duy nhất, là thời điểm tốt nhất. Chân nhân, còn xin người minh giám. Khương vọng cung kính, không mất lễ phép, chuyến đi ngày hôm nay của Khương vọng không phải nóng nảy điên cuồng, càng không phải là quấy nhiễu đại điển hải tế, mà hoàn toàn ngược lại, ta là vì duy trì ý nghĩa thiên liêng của đại điển hải tế. Sùng quan chân nhân nhìn hắn, xem ra hôm nay ngươi đã quyết tâm rồi cảm giác bị áp bách từ một vị chân nhân mạnh mẽ như thế nào mọi người có thể không biết nhưng đều có thể đoán được nhưng mọi người cũng đồng thời nhìn thấy khương vọng vẫn đứng thẳng tắp sống lưng như cũ hắn vẫn nghiêm chỉnh thẳng nhiên đối diện với sùng quan chân nhân không phải là tim rắn như thép mà là thân hướng chính nghĩa khương vọng tuy không tài giỏi nhưng mà cũng không nở làm anh linh hổ thẹn bích châu bà bà ở một bên khó chịu nói chân nhân tôn quý biết bao, tại sao lại phải lãng phí nước miếng trên người tên trộm như ngươi? Chỉ bằng để lão thân đến. Bà ta nói tới nói lui, vẫn nhất định là muốn ở vào tu vi để đối phó với Khương Vọng. Sùng chân nhân. Khương vô ưu đang ngồi ở chủ vị khẽ chống tay vịn, đứng dậy, hạ nhân ở điếu hải lâu các ngươi hình như không hiểu chuyện lắm. Tại sao bản cung lại nghe ra, bà ta đang muốn làm chủ? Mặc dù trưởng lão thực quyền được coi là những trưởng lão cấp hạ, nhưng cũng tuyệt đối không phải hạ nhân một sự nhục nhã không thể nghi ngờ gì cái này đúng là ngươi bích châu bà bà vô cùng tức giận sùng quan chân nhân đưa tay ra ngăn bà ta lên tiếng quay đầu nhìn về phía khương vô ưu hoa anh cung chủ đã nhiều lần nói chuyện vì người nọ từ đó có thể thấy được sự coi trọng nhưng mà đại điển hải tế này không phải việc của một mình điếu hải lâu ta một nhà thì có thể trì hoãn nhưng liệu có thể trì hoãn vạn nhà hay không nếu như thực sự không có nội tình gì, chờ sau khi hải tế kết thúc, lại thảo luận tiếp cũng không muộn. Nếu có thể sửa đổi tận gốc thì đảo quyết minh cũng không cảm thấy chậm trễ. Kỳ tiếu thình lình nói. Sùng quan chân nhân ngồi đối diện bà, bà ngồi im, mặt không chút thay đổi. Cái loại áp lực dằn co giữa hai chân nhân khiến người ta cảm thấy tim bị bóp nghẹt, gần như không thể thở nổi. Toàn đài bị rơi vào trạng thái yên tĩnh hít thở không thông sự im lặng chết chóc này đã bị phá vỡ bởi một âm thanh có vẻ lỗ mãn ta hứa tượng càng cũng không cảm thấy bị chậm trễ một nam nhân có cái tráng cực cao đột ngột đứng ra giữa hai hàng người chỉ thấy hắn ta lớn tiếng sôi sục hùng hồn không thể tả nổi phàm là chỗ chính nghĩa thì đừng có nói nhất thời cho dù dùng cả đời để tranh giành cũng là chuyện phải làm với vị trí ngồi và tu vi của hắn ta hắn là cũng không đủ tư cách để nói chuyện cũng không biết tại sao hôm nay trên đài thiên nhai lại có người lỗ mãn như thế này. Có người thấp giọng hỏi, hắn ta là ai? Hứa tượng càng ở thư viện thanh nhai. Không đợi mấy người đang châu đầu ghé tai tìm ra đáp án, hứa tượng càng đã tự giới thiệu, đây là đạo lý mà gia sư mặt gia dạy ta. Lại nợ lớn phần nhân tình này rồi. Thương vọng nghĩ thầm. Ở trong trường hợp này mà mang sư phụ của hắn và thư viện thanh nhai ra, có lẽ không chỉ là nói suông. Bởi vì thân phận đệ tử thân truyền của Đại Nho, ít nhất vào lúc này, Hứa Trần Cao cũng thực sự đại diện cho thư viện Thanh Nhai ở một mức độ nào đó mà hắn ta nhất định là trước đó chưa được cho phép, sau cũng nhất định sẽ bị trừng phạt. Nếu không thì đệ tử trong thư viện nhiều như vậy, ai cũng có thể nhổ lông gà làm mũi tên được thì danh tiếng của thư viện bị xóa sổ từ lâu rồi. Gần như ngay sau khi giọng nói cứng rắn của Hứa Tượng càng rơi xuống, lại có một nam tử oai hùng bất phàm khác đứng lên nhưng nhìn thấy hắn đai ngọc quấn ngang lông mày lưỡi kiếm giọng nói như đá tội không thể tha nhưng nếu có chỗ nghi ngờ đương nhiên phải nói rõ thì mới thỏa đáng chậm trễ chút thời gian thì có làm sao trên đường trở về của anh linh hẳn là không thể có máu rơi oan khuất nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh hắn không đứng dậy cũng không thấy kích động chỉ dùng giọng nói lạnh lùng bổ sung đây là ý kiến của đảo băng hoàng nếu như hứa tượng càng chỉ là giả xé gia hổ Vậy thì sư tỷ đệ Lý Phượng Nghiêu và Lý Long Xuyên hoàn toàn có thể đại điện cho đảo Băng Hoàng và cũng hoàn toàn có thể đại điện cho thạch môn Lý Thị. Sức nặng của tiếng nói này là vô cùng nặng nề. Người ở ngay bên cạnh hứa tượng càng, Yến Phủ trầm tĩnh nội liễm cũng đứng lên chắp tay, tao nhã lệ độ nói, Yến Phủ ta chỉ đại diện cá nhân, cũng tiếc trẻ chút thời gian này. Vẫn mong sùng chân nhân có thể quét sạch điều mờ ám, cho đài thiên nhai một ánh trăng sáng trong rõ ràng. Y không thể đại diện cho Yến Gia, cũng như không thể làm những việc chém trước tâu sau như là hứa tượng càng. Nhưng ít nhất thì Y có thể đại diện cho bản thân và cung cấp một phần ủng hộ. Điền thường vô cùng đơn giản mà đứng lên, chỉ nói một câu. Đảo bá giác cũng tin vào công lý. Sau đó vô cùng đơn giản mà ngồi xuống. Lời nói đơn giản, nhưng sức nặng thì tuyệt không đơn giản. Đảo bá giác là nền móng của đại trạch điền thị ở ngoài biển, là một trong hai hòn đảo được điền thị nắm giữ cùng với đảo sùng giá trọng lượng của đại trạch điền thị ở quần đảo gần biển còn mạnh hơn thạch môn lý thị thư viện long môn của chúng ta từng tử thư vừa nhảy bật lên đã bị chiếu vô nhang bên cạnh một tay bịt miệng nhưng cô nương này cũng đã nói được một nửa chiếu vô nhang cũng không thể làm gì khác hơn là nói tiếp đệ tử chiếu vô nhang tử thư của thư viện long môn tin rằng điếu hải lâu sẽ xử lý vấn đề này một cách thỏa đáng và cũng đại diện cho cá nhân chúng ta mong đợi một kết quả tốt lời này có chút trung lập nhưng nói ra lúc này cũng đã tỏ rõ lập trường của bản thân rồi hứa tượng càng cảm động liếc mắt nhìn chiếu vô nhang nếu không phải lúc này có nhiều người hắn thực sự muốn lập tức đến cầm tay và nhìn thẳng vào mắt nhau với nàng thật là một nữ tử chu đáo phải yêu hắn đến mức nào chứ đừng nhìn cái sắc mặt không chút thay đổi vẫn như thường ngày kia nhưng vào thời điểm quan trọng vẫn không giữ lại chút gì mà đứng ra ủng hộ hắn ủng hộ bạn của hắn trong thoáng chốc hứa tượng càng suýt chút nữa đã quên mất khương thanh dương người vẫn cùng xưng sông kiêu núi cản mã với hắn còn đang đứng trong sân xin một cơ hội trọng huyền tính đã sớm nhận được sự dặn dò cho nên đương nhiên không thể tục hậu vào lúc này tuy rằng thực lực của gã không tốt lắm cũng không có khí thế gì nhưng động tác đứng dậy là lớn nhất gần như là nhảy dựng lên gần giọng nói, đảo vô đông mong tìm được chính nghĩa, không tiếc thời gian. Gã rất kích động. Việc có thể đứng trên đài thiên nhai và phát ra tiếng, cả đời có được mấy lần chứ? Cái gì mà tông chủ, chân nhân, đều phải nghe gã nói. Quá ngang ngược. Gã đã thừa nhận tài năng của Khương Vọng từ lâu, sau khi tận mắt chứng kiến Vũ Nhất Vũ bị bắt lại dễ dàng, gã lại càng tin rằng Khương Vọng nhất định sẽ phát triển thành một cường giả trong tương lai nhưng không ngờ rằng thương vọng không chỉ có tài năng đáng kinh ngạc mà còn có quan hệ rộng như vậy đỉnh thật thư viện thanh nhai một trong bốn thư viện lớn của thiên hạ danh môn đỉnh cấp thạch môn lý thị đại trạch điền thị bối quận yến gia còn cả một thư viện long môn khác trong bốn thư viện lớn cộng với trọng huyền gia của chúng ta không phải là muốn tung hoành thiên hạ sao thiên hạ tuy lớn nhưng có chỗ nào mà không thể đi chứ bên trong những thế lực này một nhà một họ có thể khi ở trên biển sẽ không được điếu hải lâu để vào trong mắt. Nhưng mà âm hưởng khi gộp lại, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Cho dù là sùng quan chân nhân, trưởng lão thứ nhất của điếu hải lâu, cũng không thể thờ dê bỏ qua. Nhưng ông ta không những nở nụ cười, mà còn lòng dạ thảnh thơi nhìn về phía Dương Phụng, không biết Dương Huynh nghĩ gì về chuyện này. Kỳ tướng tuyên uy của Dương Cốc cười cười, ta nghe theo mọi người. Lúc trước vẫn chưa quá náo loạn thì ông ta châm chọc lúc này đây đám đông quần chúng mãnh liệt ông ta ngược lại lại không chịu tranh làm con chim đầu đàn một mực nắm chắc chừng mực dù sao việc đối đầu trực diện với điếu hải lâu cũng không phải chuyện một tướng tài nên làm sùng quan chân nhân vẫn lạnh nhạt như cũ như thể cái cảnh gần giống bức vô thoái vị trước mắt không hề mang lại cho ông ta chút ảnh hưởng nào nhưng dù sao thì ông ta cũng phải quay lại nhìn về phía khương vọng được rồi thiếu niên lang Hiện tại ngươi có cơ hội trình bày cái gọi là quan tình của ngươi rồi. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không có đầy đủ chứng cứ. Ông ta khẽ cười nói, mặc dù không nhẫn tâm nhìn thấy Thiên Kiêu tàn lụi, nhưng cũng phải ai đó phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của đại điển Hải tế. Hàm ý là, ngươi sẽ chết. Nếu như trước đây ông ta chỉ hờ hững chẳng buồn để ý đến, coi những sự việc trước mắt như một màn hí kịch có chút thú vị, thậm chí còn có thể tán thưởng thiếu niên thiên tài này một chút. Nhưng lúc này khi bị bộ ép phải nhượng bộ, ngay cả khi cái sự nhượng bộ này bé nhỏ không đáng kể, thì ông ta cũng đã động sát cơ. Đây là sát cơ đến từ một vị chân nhân đương thời. Khương Vọng vẫn không lên tiếng. Chút tình nghĩa nặng trình trịch này, hắn không bỏ sót một chút nào. Cứu Trúc Bích Quỳnh có khó không? Quá khó. Hắn vì muốn có được một cơ hội để nói chuyện, trước tiên phải tìm mọi cách để lấy lòng Bích Châu bà bà, lại khổ sở cầu xin Hải Kinh Bình cho dù ngay từ đầu phải chịu một chưởng đến mức nôn ra máu mới có thể nói được đây mới chỉ là mở miệng nếu muốn nói hết lời một cách hoàn chỉnh vẫn còn cần sùng quan chân nhân gật đầu nhưng mà đến cả cửa nhà của sùng quan chân nhân mở ở nơi nào hắn còn tìm không ra thì làm gì có tư cách cầu xin chứ giữa hắn và sùng quan chân nhân hoàn toàn không có khả năng giao dịch bởi vì hai bên căn bản là không cùng đẳng cấp trọng huyền thắng đi ngược lại con đường cũ nghĩ ra cách dùng sức ép của dư luận để ép ngược lại sùng quan chân nhân có thể nói là vô cùng to gan lớn mật theo kế hoạch của trọng huyền thắng đầu tiên là khương vô ưu lên tiếng ủng hộ khương vọng sau đó là sự chống đỡ của đại trạch điền thị trước đó khương vọng cũng đã thương lượng với điền thường cũng không biết là điền thường lấy cái cớ gì mà nhận được sự ủng hộ của điền an bình hai âm thanh có sức nặng này chỉ là khúc nhạc dạo Trọng Huyền Thắng đã sớm thu mua một vài trưởng lão của tông môn phe phái nhỏ, để bọn họ đứng ra nói một hai câu trong lúc cần thiết. Không cần phải đối đầu với điếu hải lâu, chỉ là biểu đạt ý dân khát khao theo đuổi công lý, chỉ muốn biết được chân tướng một chút. Điếu hải lâu tự xưng là người đứng đầu của quần đảo gần biển, không thể công khai trà đạp ý dân được. Chỉ bằng cách này, Khương Vọng mới có thể tranh được cơ hội để nói hết lời. Nhưng không ngờ rằng Thư viện Thanh Nhai, Thạch Môn Lý Thị bối quận yến gia thậm chí cả những đệ tử của thư viện long môn mới quen không bao lâu cũng sẵn sàng đứng ra nói cho khương vọng thế cho nên những trưởng lão môn phái nhỏ mà trọng huyền thắng thu mua hoàn toàn không cần phải ra sân vì dư luận đã hình thành rồi đương nhiên điếu hải lâu có thể phớt lờ những âm thanh này thậm chí có thể lập tức tổ chức ra nhiều âm thanh quấy rối dư luận hơn chỉ cần điếu hải lâu tùy tiện ra hiệu một chút là sẽ có rất nhiều người nhào lên nói nhưng cảnh tượng vừa rồi ở đây đã không thể nào quên được tù nhân phạm tội được sử dụng làm tế phẩm của hải tế có nghi ngờ điều này sẽ không bao giờ bị lãng quên hơn nữa những con người này sức mạnh được đại diện bởi những âm thanh khi tập hợp lại với nhau này có ai có thể thực sự bỏ qua chứ nhìn xem cho dù là sùng quan chân nhân trưởng lão thứ nhất của điếu hải lâu một trong những người có quyền thế nhất ở trên biển hiện tại cũng phải cúi cái đầu kiêu ngạo xuống nghe Khương Vọng nói một câu mà lẽ ra hắn phải nói từ lâu rồi. Cho dù thái độ của ông ta cũng không khách khí và còn mang theo đe dọa. Nhưng có thể khiến cho chân nhân nhượng bộ, đã là chuyện khó khăn biết bao. Khương Vọng cũng không có bởi vì sự nhượng bộ của sùng quan chân nhân mà trở nên kiêu ngạo, thái độ của hắn vẫn đoan chính như cũ, thậm chí còn có thể nói là khiêm tốn. Phản bối lấy đâu ra lá gan đó, không có chứng cứ thì làm gì đám nói lung tung, hắn cúi đầu thật sâu trước sùng quan chân nhân sau đó chậm rãi thẳng người lên quay đầu nhìn về phía bích châu bà bà thật ra vừa rồi có vài lời bà nói rất đúng bích châu bà bà âm thầm kinh hãi khi đám hậu nhân của những danh môn đó lần lượt đứng lên bà ta cũng đã cảm thấy mọi thứ dường như bắt đầu thoát khỏi sự kiểm soát khương vọng có năng lực hơn rất nhiều so với bà tưởng tượng bà ta cũng đã từng công nhận giao tình giữa khương vọng và trọng huyền thắng ở mức lớn nhất nhưng thật sự không ngờ hiện tại lại có nhiều người lên tiếng như vậy cái chuyện này có lẽ dự đoán của bà ta còn lâu mới đủ được hậu quả của việc tính toán sai lầm thật là khủng khiếp đặc biệt là đối với người có quá nhiều chuyện giấu giếm không thể cho ai biết như bà ta nhưng từ trên mặt của bà ta thì không ai có thể tìm thấy một chút hoảng loạn nào bà ta đã sống nhiều năm như vậy cho nên biết rất rõ một chuyện nhiều khi người không phải thua ở đối thủ mà là bại dưới sự hoang mang rối loạn của chính mình. Cho nên bà ta không những không hoảng loạn, mà ngược lại còn hừ lạnh một tiếng, khí thế quái gở. có câu nào lão thân nói mà không đúng chứ. Thiên lý sáng tỏ, con sói như ngươi. Trúc Bích Quỳnh bản tính thuần lương. Có ngày hôm nay là vì bị kẻ gian dụ dỗ. Khương Vọng đột nhiên tăng âm, ngắt lời bà ta. Lời này bà nói không sai. Nhưng cái kẻ gian này không phải trưởng lão Hải Kinh Bình, lại càng không phải kẻ ở cách xa trong đất liền, hoàn toàn không liên lạc được là ta đây. Đây là lần đầu tiên hắn dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn chầm chầm bà lão tóc trắng trước mặt như vậy, giọng như cắt sắt, mà chính là lão tú bà ngươi. Khi lời tố cáo của Khương Vọng được đưa ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bích Châu bà bà, người chất vấn hải kinh bình dẫn dắt Trúc Bích Quỳnh phạm phải tội lớn, ngược lại lại chính là người đã dẫn dắt Trúc Bích Quỳnh sao? Ngươi bị điên à? dám nói rằng nói bậy ở đây. Bích Châu bà bà cũng có vẻ mặt tức giận, ta không có con cái, nên coi Tố Giao và Bích Quỳnh như ruột thịt của mình, có ai ở hoài đảo mà không biết chứ. Ta một tay nuôi nấng tỉ muội các nàng, dù bận rộn đến đâu cũng dành thời gian đích thân dạy đạo thật cho các nàng, ta sẽ làm hại các nàng sao. Giao Nhi bất hạnh, bị lạc trong bí cảnh thiên phủ. Ta chỉ còn lại mỗi Quỳnh nhỉ. Bà ta cười khổ, chỉ vào Khương Vọng, cũng chỉ vào hải kinh bình nhưng mà ngươi các ngươi vẻ mặt bà ta dữ tợn mấy người các ngươi không nhìn thấy sự lương thiện không muốn thấy bà lão này sống khá giả mà bích quỳnh trong sáng như vậy nhưng các ngươi lại dụ dỗ nàng lầm đường lạc lối dẫn đến kết quả ngày hôm nay bà ta dở khóc dở cười môn quy như núi ta không thể vi phạm bà lão này tự tay phế nàng đích thân đưa nàng vào nhà tù hải ngục cái trái tim của bà lão này đã nát toàn bộ rồi Bà ta nhìn Khương Vọng và Hải Kinh bình bằng ánh mắt cay độc. Bà lão này chỉ hận không thể ăn thịt uống máu các ngươi, kiếp này nguyện không chết không thôi với các ngươi, kiếp sau cũng là kẻ thù với các ngươi. Bà ta thể hiện sự chân tình của mình ra cho tất cả mọi người nhìn thấy. Tất cả mọi người trên sân, ngoại trừ những người thực sự hiểu rõ về Khương Vọng thì phần lớn đều nhìn Khương Vọng bằng ánh mắt không tránh khỏi khó chịu. Vào lúc này, Khương Vọng đột nhiên nhớ tới cái đêm ở Đà Phong Sơn đó khi đó hải tông minh vì để lừa được hắn đi ra cũng đã diễn cảnh hoài niệm người vợ đã chết ngay tại chỗ cảm động lòng người hai người này không hổ là đối thủ cũ nhưng lúc này bích châu bà bà đã gợi lên lòng xúc động của khách quan vẫn là thắng được vài phần đồng thời vào lúc này bà ta cũng không quên tiếp tục kéo hải kinh bình xuống nước đằng sau hành vi này là lòng tham sâu tận xương tủy bà ta muốn chiếm đoạt mọi thứ có thể chiếm đoạt cướp đoạt mọi thứ có thể cướp đoạt được Khương Vọng dường như có thể nhìn thấy một cái miệng khổng lồ chứa đầy máu ở sau lưng bà ta. Và đằng sau những chiếc răng sắc nhọn xen kẻ đó chính là một vực thẳm không bao giờ có thể lấp đầy được. a à, Khương Vọng lắc đầu. Hắn sẽ không tiếp tục tốn sức với lão tú bà này nữa, cho dù bà ta đang bán thảm và nhận được nhiều sự đồng tình ở đây như thế nào, thì ngược lại hắn lại nói với một giọng cực kỳ lạnh lùng, ta muốn hồi sùng chân nhân, cũng muốn hỏi tất cả những bằng hữu quen biết Trúc Bích Quỳnh trong điếu hải lâu, nếu chỉ dựa vào bản thân trúc bích quỳnh làm sao nàng ấy biết được hành tung của hải tông minh làm sao nàng ấy có thể phát hiện ra sát ý của hải tông minh và làm sao mà nàng ấy biết hải tông minh muốn đuổi giết ta cái việc cơ mật đến mức này là chuyện mà một tiểu cô nương không rành thế sự như trúc bích quỳnh có thể có thể biết được sao đó là lý do tại sao ta nói trong các ngươi có kẻ gian quấy phá bích châu bà bà ngay lập tức nói hoặc là mấy người tề các ngươi muốn loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn trong con đường thiên kiêu phía trước hoặc bên trong điếu hải lâu của chúng ta bà ta oán hận liếc nhìn hải kinh bình có người muốn loại trừ phe đối lập hải kinh bình nhớ kỹ dặn dò của sùng quan chân nhân không được làm tăng thêm mâu thuẫn cho nên vẫn nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác lúc này rốt cục nhịn không được nữa lạnh lùng nói cái kê gian đó tại sao không thể là ngươi vậy ha châu bà bà chỉ chờ đợi những lời này lập tức nói năng rất có khí phách quỳnh nhi đang ở chỗ này tại sao các ngươi không hỏi nó một câu đi bà ta chậm rãi đi đến chỗ trúc bích quỳnh đang hấp hối nửa ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nâng mặt trúc bích quỳnh lên thấp giọng nói đứa trẻ ngoan ngươi hãy nói cho mọi người biết là ta bảo ngươi đi báo tin bảo ngươi hại trưởng lão hải tông minh sao lúc này trúc bích quỳnh yếu đến mức mắt cũng khó mở ra nhưng khóe mắt lại có máu chảy ra nước mắt đã chảy khô, giờ khóc ra máu. Nàng là một người thích khóc. Sau khi tỷ tỷ trúc tố giao qua đời, lại càng là lấy nước mắt rửa mặt mỗi đêm. Đâu có thể chịu được khổ sở, chịu được đau đớn khi mất hết tu vi chứ. Càng quyết tâm không muốn chấp nhận, sự thật là bích châu bà bà muốn nàng phải chết. Nàng chảy huyết lệ, đau đớn đến mức không gì sánh được, nhưng vẫn đấu tranh nói, là ta, tự làm. Đứa trẻ ngoan bích châu bà bà dùng bàn tay gầy gò đang run rẩy lau đi huyết lệ cho nàng khóc nói ngay tại lúc này mà ngươi vẫn muốn giấu giếm giúp kẻ bạc tình đó một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ yên lặng ánh mắt mọi người nhìn về phía khương vọng đứng ở giữa đài đột nhiên thay đổi vì sao khương vọng lại liều mạng để đến cứu trúc bích quỳnh như vậy vì sao trúc bích quỳnh lại không thú nhận bất kỳ đồng bọn nào mọi chuyện dường như đều có lời giải thích và khi mọi người đang náo loạn Bích Châu bà bà đã tiện thể ôm cổ Trúc Bích Quỳnh, chặn lại cái lắc đầu yếu ớt của nàng. Bà quá nhẫn tâm rồi. Khương Vọng cầm kiếm trong tay, xương ngón tay trắng bệt, suýt chút nữa không nhịn được mà rút kiếm ra, nhưng dù sao hắn cũng kìm lại được, ngay tại lúc này, bà vẫn còn muốn lợi dụng nàng. Bà vẫn còn nhẫn tâm lợi dụng nàng. Bích Châu bà bà ôm Trúc Bích Quỳnh, đột ngột quay đầu lại, kẻ cấp xấu xa họ Khương kia nếu như ngươi vẫn còn nhớ đến chút tình cũ đó thì đừng để con bé đau khổ nữa, hãy cho nó sớm được giải thoát. Bà ta đang dùng việc dằn vặt Trúc Bích Quỳnh để ép Khương Vọng đi vào khuôn khổ. Dưới cái nhìn của bà ta, những người trẻ tuổi khi rơi vào tình yêu thường là những kẻ ngốc. Ngu không ai bằng, ngu dốt đến đáng thương. Một khi Khương Vọng không thể chịu đựng được việc Trúc Bích Quỳnh bị giày vò, hắn sẽ rơi vào cái lưới của bà ta. Những người thực sự quan tâm đến nàng đều muốn nàng còn sống. Khương Vọng cắn răng nói, hắn không nhìn Trúc Bích Quỳnh nữa, mà đối mặt với chủ vị trên đài thiên nhai, chư vị cũng đã thấy rồi, Trúc Bích Quỳnh đạo hữu, thật là một con người đơn giản hiền lành đến mức nào, dù ở thời điểm này, nàng cũng không muốn nói dối. Hắn kiểm soát cảm xúc của mình và cố gắng khiến mình nói chuyện có trật tự và rõ ràng hơn, tất cả những người ngồi đây đều là những người thông minh, sẽ không ngại suy nghĩ một chút, nếu muốn để cô nương ngốc này làm điều gì đó, có cần phải trực tiếp ra lệnh cho nàng không? chỉ cần là người hiểu rõ tính cách của nàng nói cho nàng biết một chút tình báo mà ngươi muốn cho nàng ấy biết thì nàng sẽ chủ động đi làm điều đó và ai mới chính xác là người hiểu rõ nàng ấy nhất đây nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha